nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường tìm kiếm các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực logistics với các thị trường nước ngoài. Cục xúc tiến thương mại phối hợp với Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam và các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế Logistics Việt Nam 2021. Đến dự hội nghị ngày hôm nay, về phía Việt Nam, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương. Đại diện các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài. Ông Đặng Vũ Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam. Về phía nước ngoài, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Khabir Ahmed, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Bangladesh. Ông Addison Vieira de Bravo, CEO Công ty Elemor Logistics Brazil. Ông Jeffrey Ten, Trưởng ban Phát triển và Công nghệ Thông tin tập đoàn. Ngoài cùng đại diện các vị khách quý, các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực Logistics. Mở đầu hội nghị, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam phát biểu chào mừng hội nghị. Xin kính mời ông. Kính thưa ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương. Kính thưa ông Khabib Ahmed, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Bangladesh. Kính thưa các đồng chí tham tán thương mại, các đồng chí đại diện thương vụ Việt Nam tại nước ngoài. Kính thưa ông Đặng Vũ Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam. Kính thưa các diễn giả tham dự hội nghị và toàn thể các vị khách quý, các doanh nghiệp logistics ở trong nước và quốc tế. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt lãnh đạo Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý tham dự hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế Logistics Việt Nam 2021 ngày hôm nay. Nhân đây tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới Cục xuất nhập khẩu và các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các hiệp hội kinh doanh dịch vụ Logistics Việt Nam đã giúp đỡ nhiệt tình đồng tổ chức hội nghị. Thưa các quý vị, ngành Logistics luôn đóng vai trò là một trong những ngành xương sống quyết định sự phát triển của nền kinh tế. Trong những năm qua, đóng góp vào sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế Việt Nam, ngành Logistics luôn có những bước tiến rất đáng kể. Theo số liệu xếp hạng các quốc gia mới nổi, ngành Logistics Việt Nam xếp hạng thứ 8 trên 50 nước đánh giá vào năm 2020, tăng 3 bậc so với những năm trước đó. Cùng trong năm 2020, Việt Nam là một trong số rất ít các quốc gia trên thế giới ghi nhận mức tăng trưởng GDP dương, trong khi hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ khác đều tăng trưởng âm do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh ngay cả khi thương mại toàn cầu tổn thương vì đại dịch COVID-19. Giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn gia tăng tích cực. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt 510,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,6%, tương ứng tăng 97,36 tỷ đô la Mỹ về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020. Việc tham gia tích cực toàn diện vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó phải kể tới hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU, hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, CPTPP cũng tạo ra những cú hích về thương mại quốc tế, mà trong đó Việt Nam đang trở thành một đối tác tích cực và uy tín. Điều này cho thấy sức bật và khả năng phục hồi của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Thưa các quý vị, đối mặt với những diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19, chính phủ Việt Nam tiếp tục thể hiện sự quyết liệt trong phòng chống dịch, ổn định sản xuất, lắng nghe nguyện vọng từ các nhà đầu tư nước ngoài, từ đó tạo tin tưởng và tiền đề để tăng thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI. Tính đến 20 tháng 9 năm 2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 22,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam thì tiếp tục đẩy mạnh sản xuất tập trung, phân vùng và tối đa hóa lợi thế cạnh tranh của từng địa phương. Những yếu tố trên tiếp tục là động lực mạnh mẽ,
phát triển nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành logistics tại Việt Nam nói riêng, khi mà dư địa phát triển của ngành logistics tại Việt Nam là rất lớn. Cùng với đó, chính phủ Việt Nam xác định logistics là một trong những ngành quan trọng của nền kinh tế. Vì vậy, chính phủ luôn khuyến khích đầu tư, hợp tác và phát triển trong phát triển ngành logistics tại Việt Nam. Thưa các quý vị, thế giới thì đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có khi dịch COVID-19 đang tiếp tục đe dọa bùng phát mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, gây ách tắc trong lưu thông hàng hóa, thiếu hụt nguồn nhân lực, vật lực, hoạt động trong ngành logistics. Rất nhiều khó khăn đã xuất hiện như hạn chế vận tải đường bộ, đường không, đường biển, hạn chế thông quan hoặc thông quan có điều kiện với nhiều loại hàng hóa, thiếu container vận tải, thiếu nhân lực vận hành kho bãi, cảng biển, trạm trung chuyển. Logistics là sự kết nối giữa các chuỗi cung ứng đa khu vực, đa quốc gia. Do đó, những khó khăn trên ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và đứt gãy chuỗi cung ứng. Có thể khẳng định rằng việc phục hồi kinh tế trong trạng thái bình thường mới phụ thuộc rất lớn vào việc kết nối lại các mắt xích của ngành logistics cũng như việc kết nối chuỗi cung ứng giữa các quốc gia. Vì vậy, các hoạt động xúc tiến giao thương, kết nối trong lĩnh vực logistics là hết sức quan trọng và cần thiết. Đặc biệt là trong thời điểm cuối năm khi nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trên toàn thế giới tăng mạnh. Hội nghị này là cơ hội để kết nối hữu hiệu, có hiệu quả giữa các doanh nghiệp logistics Việt Nam với các doanh nghiệp logistics nước ngoài để liên kết, hợp tác, triển khai các dịch vụ. Qua các phiên giao thương được tổ chức trong những ngày qua, tôi tin tưởng rằng sẽ có nhiều cơ hội phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp logistics. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn, trân trọng cảm ơn bài phát biểu của Lê Hoàng Tài. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập Khẩu, Bộ Công Thương, có bài phát biểu với chủ đề nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Logistics Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, thưa các anh chị đại diện của các cơ quan thương vụ, thưa các quý vị đại biểu đại diện của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tôi xin phép được trình bày một số các thông tin liên quan đến cái tình hình của ngành logistics và cái vai trò của logistics đối với phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế tại Việt Nam, và qua đó thì cũng cho thấy cái nhu cầu cũng như là cái tác động của cái việc kết nối giữa các doanh nghiệp logistics với cả doanh nghiệp ở bên ngoài. Điểm qua về cái quá trình hội nhập của Việt Nam đấy, thì chúng ta cũng thấy từ năm 1995 đến nay thì Việt Nam cũng đã tích cực, có những cái bước tiến tích cực trong cái quá trình hội nhập, từ cái việc tham gia những cái định chế ở khu vực như là ASEAN, sau đó APEC, ASEM, thì đến năm 2007 Việt Nam đã tham gia vào cái tổ chức thương mại toàn cầu là WTO, và sau đó thì là một cái quá trình tham gia rất nhiều các cái hiệp định thương mại tự do, tức là cũng mang cái tính chất khu vực nhưng mà nó có những cái cam kết sâu hơn là các cái cam kết của toàn cầu. Và cho đến nay thì chúng ta thấy là có 17 cái hiệp định thương mại tự do đang đàm phán và ký kết, trong đó thì có 15 hiệp định thương mại tự do là đã ký kết và đi vào hoạt động hoặc sắp sửa đi vào hoạt động. Gần đây nhất là cái hiệp định ACEP sẽ dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2022 tới. Còn hai hiệp định thì chúng ta cũng đang tiếp tục đàm phán. Và chúng ta cũng thấy rằng là những các hiệp định thương mại tự do này, thì những cái thành viên của các hiệp định thương mại tự do đó là chiếm 62% GDP thế giới và 73% cái kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Điều đó cho thấy là những các cái hiệp định này nó đã phát huy một cái tác dụng rất là lớn, vì hầu hết các cái quốc gia, hầu hết các nền kinh tế mà có cái hoạt động thương mại lớn với Việt Nam thì hiện nay đang nằm ở trong các cái hiệp định thương mại tự do này. Tất nhiên là chúng ta thấy duy nhất một cái đất nước mà chúng ta cũng đang duy trì cái kim ngạch thương mại xuất khẩu và loại lớn nhất nhưng mà chúng ta lại chưa có một cái hiệp định thương mại tự do, đó là Hoa Kỳ. Thế và chúng ta cũng thấy rằng với các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới thì cái đặc điểm của nó là có cái mức độ cam kết sâu hơn các hiệp định ở trước đây, cũng như là cái quy mô phủ sóng của nó sẽ rộng hơn. Ví dụ như là về cắt giảm thuế thì đa số các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là sẽ đưa thuế về mức 0-5%, có thể có lộ trình nhưng mà cái mức cuối cùng nó sẽ là 0-5%, hoặc là phạm vi của các hiệp định này nó sẽ mở rộng ra không chỉ có thương mại hàng hóa mà không chỉ có thương mại dịch vụ mà mở rộng ra cả những vấn đề như là thương mại điện tử, thương mại với môi trường hoặc là lao động.
Và các cái tác động của những các cái hiệp định này hoặc là cái quá trình hội nhập này thì cũng có phần để tạo cái động lực cải cách thể chế, thu hút đầu tư nước ngoài, chuyển đổi cái cơ cấu kinh tế và góp phần đổi mới công nghệ, đổi mới các cái trình độ quản trị cho các doanh nghiệp ở trong nước. Và một cái tác động rất lớn đó là tạo ra cái sự cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài. Thì đây cũng là một cái đích đến mà chúng ta cũng mong muốn là qua đó thì giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam sẽ nâng cao được cái năng lực cạnh tranh. Chúng ta nhìn ở đây thì cũng thấy cái kim ngạch xuất nhập khẩu trong cái giai đoạn 2010-2020 nó đã có những các cái bước tiến vượt bậc. Trong cái giai đoạn này chúng ta thấy một cái đặc điểm nổi bật đó là cái việc mà Việt Nam từ một nước mà thường xuyên có cái mức thâm hụt thương mại, thì từ năm 2012 là chúng ta đã bắt đầu có cái cân bằng và có cái xuất siêu. Đấy, ngoại trừ một năm 2015 thì chúng ta có một cái sự gọi là sụt giảm một chút. Tuy nhiên thì những năm còn lại chúng ta đều duy trì cái mức xuất siêu cho đến tận năm 2020 vừa qua. Ở đây thì chúng ta thấy cái bảng là các cái mặt hàng mà chúng ta thấy có cái kim ngạch mà xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Đấy, thì số lượng hiện nay là từ năm 2010 thì chúng ta có 20 cái mặt hàng thôi có kim ngạch đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, thì đến năm 2020 chúng ta đã có cái con số là 32 mặt hàng. Đấy, và cùng với đó là có những mặt hàng thậm chí có kim ngạch trên 10 tỷ, từ trên 5 tỷ, và cái số lượng các cái nhóm hàng đấy nó cũng có giá trị rất là lớn. Đối với logistics thì chúng ta thấy cái vai trò của logistics ở đây là như thế nào. Logistics thì là một cái khái niệm, một cái thuật ngữ cũng mới được nhắc đến chưa lâu ở Việt Nam. Tuy nhiên thì thực tế là Việt Nam cũng đã có phát triển cái ngành logistics cũng đã khá là lâu, thậm chí có thể nói từ giai đoạn mà trước khi đất nước thống nhất thì cái ngành logistics của Việt Nam chúng ta cũng đã có phát triển và gắn rất là chặt với ngành ngoại thương lúc đó, còn bây giờ chúng ta gọi là thương mại hay là xuất nhập khẩu. Thế thì cái vai trò của logistics ở đây thì chúng ta cũng thấy là nó có một số những cái vai trò chính. Đấy, trước hết nó là mang tính chất là kết nối. Đấy, logistics nó liên kết các cái ngành từ sản xuất cho đến thương mại cho đến lưu thông rồi xuất nhập khẩu. Đấy, và các cái ngành bán lẻ. Đấy, nó liên kết hầu hết tất cả các doanh nghiệp đều phải nằm ở trong một cái chuỗi logistics cụ thể. Đấy, dù đó là doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp dịch vụ hay doanh nghiệp phân phối tiêu thụ. Cái vai trò tiếp theo đó là cái tính cạnh tranh ở trong cái thị trường này thì nó cũng rất là lớn. Đấy, và đây là một cái hoạt động mà nó mang cái tính quốc tế rất là cao. Vì với cái bối cảnh hội nhập hiện nay thì đa phần các sản phẩm hàng hóa là đều có thể liên quan không chỉ đến một nước mà nó trải rộng ra nhiều nước. Đấy, ngay cả các sản phẩm nông sản chúng ta cũng thấy thôi. Nông sản trước đây là thuần túy. Ví dụ như là nông sản con tôm chúng ta bắt ở Việt Nam rồi chúng ta chế biến chúng ta tự xuất khẩu. Thì hiện nay báo cáo các anh chị là ngay cả con tôm thì hiện nay chúng ta cũng nhập khẩu rất là nhiều. Đấy, rồi sau đó chúng ta mới chế biến tại Việt Nam rồi xuất khẩu đi. Do vậy thì cái tính quốc tế của cái mặt hàng cũng như là tính quốc tế của hoạt động logistics nó cũng tăng lên rất là nhiều, và qua đó thì cái sự cạnh tranh nó cũng ở mức cao hơn. Về vấn đề thị trường, đấy, thị trường do logistics thì nó gắn liền với cả các cái hoạt động thị trường thương mại. Ở đâu có hàng hóa thì ở đó là có logistics. Thế thì ở trong nước là đương nhiên rồi, những cái hoạt động lưu thông hàng hóa trong nước. Nhưng bên cạnh đó thì cái hoạt động xuất nhập khẩu cũng là cái thị trường mà hoạt động logistics hướng tới. Thế và logistics là một cái dịch vụ thế mà song hành với cái hoạt động về xuất nhập khẩu. Để hỗ trợ cho các cái hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động lưu thông trong nước, hoạt động sản xuất. Bản thân logistics thì không phải là sản xuất ra hàng hóa, nhưng không có logistics thì cái hoạt động sản xuất cũng như hoạt động lưu thông cũng sẽ không thể tiến hành được. Và cái vai trò hỗ trợ thì chúng ta thấy rằng hỗ trợ và đồng hành với cả các doanh nghiệp ở mọi cái khâu. Nếu như nói một cách tóm tắt đấy, thì một cái quá trình khi mà một cái mặt hàng từ cái giai đoạn nó là một cái nguyên liệu cho đến giai đoạn trở thành một cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Tôi nói ví dụ như là một đôi giày chẳng hạn, đấy, từ cái nguyên liệu ra cho đến các cái phụ kiện, sau đó đi qua nhà máy sản xuất rồi đưa ra đến cái phân phối và đưa đến tay người tiêu dùng. Thì trong suốt cái quãng đường đó thì cái thời gian cơ bản là gắn với hoạt động logistics. Còn cái thời gian mà nằm ở nhà máy để đưa vào cái quy trình sản xuất này thì nó có thể rất là ngắn. Đúng không? Một đôi giày thì có thể là từ ở trong cái giai đoạn mà sản xuất tại nhà máy thì nó chỉ mất có thể là vài tiếng đồng hồ để sản xuất từ cái nguyên liệu ra đến cái thành phẩm. Nhưng mà từ nguyên liệu mà đến tay người tiêu dùng thì một cái đôi giày đấy có thể mất vài chục ngày. Đặc biệt là nếu chúng ta đưa đến những cái thị trường ở xa. Thế thì trong cái thời gian vài chục ngày đó thì chính là một cái sản phẩm nó đang nằm trong một cái chuỗi hoạt động của dịch vụ logistics. Điều đó cho chúng ta thấy là cái vai trò của logistics nó hết sức quan trọng đối với các hoạt động về liên quan đến hàng hóa.
Thế và chúng ta cũng thấy ở đây là cái ba cái lĩnh vực chính mà chúng ta thấy nó liên quan ở đây, liên quan đến hàng hóa. Trước hết là cái sản xuất. Sản xuất thì bao gồm cả sản xuất nông sản, sản xuất các cái hàng hóa công nghiệp là hai cái nhóm hàng chính. Tất nhiên chúng ta cũng có một cái nhóm nữa là khoáng sản, ví dụ như là than đá, dầu thô, nhưng hiện nay tỷ trọng nó rất là nhỏ. Thế và ở trong cái sản xuất, để chúng ta nâng cao được cái sức cạnh tranh ấy, thì chúng ta sẽ tập trung vào các vấn đề về quy trình. Đấy, quy trình sản xuất, ví dụ như làm sao mà rút gọn hoặc là tiết kiệm được các cái năng lượng, tiết kiệm nguyên liệu thì giúp cho cái hàng hóa đấy nó có thể là có cái chi phí rẻ hơn, và đó là nâng cao sức cạnh tranh. Thì năng suất, nâng cao năng suất cùng một cái yếu tố thời gian, chúng ta sản xuất được nhiều hàng hóa hơn thì cũng góp phần là nâng cao cái lợi thế cạnh tranh. Và công nghệ, cùng một sản phẩm nhưng mà có cái hàm lượng giá trị công nghệ cao thì chúng ta cũng thấy là hàng hóa có thể có cái sự cạnh tranh lớn. Thế cái khía cạnh thứ hai ở đây là cái cạnh về thương mại. Chúng ta thấy rằng là đối với thương mại thì những cái vai trò của cái hoạt động mà đàm phán để mở cửa thị trường, đấy là cái vai trò tiên phong. Đấy, khi chúng ta đàm phán để tham gia vào các cái hiệp định thương mại tự do, để tham gia vào cái sân chơi toàn cầu của WTO. Thế nhưng mà đàm phán xong rồi thì cũng không phải là tự nhiên là các doanh nghiệp của chúng ta sẽ có hợp đồng, đúng không ạ? Thì cái vai trò của xúc tiến thương mại ở đây chính là kết nối các doanh nghiệp trên cơ sở những cái lợi ích mà mở cửa thị trường của các cái hiệp định thương mại tự do đem lại, thì cái vai trò tiếp theo đó là xúc tiến, là giúp các doanh nghiệp của chúng ta kết nối với nhau và tìm được bạn hàng cụ thể tại cái thị trường. Nhưng sau cả hai cái công đoạn đó rồi, sau khi sản xuất rồi, sau cái quá trình thương mại rồi, thì đến cái vai trò của logistics. Thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà sản xuất có thể ra một sản phẩm có chất lượng cao, có giá thành rẻ, rồi cái hoạt động thương mại cũng giúp cho chúng ta tìm đến bạn hàng, nhưng cái hoạt động logistics nó mà không ổn, nó mà không hiệu quả, thì nó cũng làm giảm cái hiệu quả của hai cái quy trình trước, hoặc thậm chí là vô hiệu hóa. Tôi lấy ví dụ như là một cái sản phẩm nông sản chẳng hạn, chúng ta nói rằng là quả vải của chúng ta hiện nay là một cái sản phẩm đặc sản, đúng không ạ, mang tính chất nhiệt đới. Thế quy trình sản xuất hiện nay là chúng ta cũng đã đưa vào cái quy trình sản xuất quy mô, đặc biệt là ở những địa phương như là Bắc Giang, thế là Sơn La. Đấy, và hiện nay mở cửa thị trường, chúng ta nỗ lực để đưa được quả vải đến các thị trường, đặc biệt thị trường xa như là châu Âu, đi đến Pháp hoặc là đến Singapore hoặc đến Australia. Nhưng nếu như chúng ta không có cách nào để đưa quả vải đến các cái thị trường đó mà vẫn đảm bảo được cái quả vải đấy nó tươi ngon, nó không bị hỏng, hoặc là nó thậm chí nó không bị hư, bị thối, thì đấy là vấn đề của logistics, đúng không ạ? Mà nếu như chúng ta không giải quyết được vấn đề này thì tất cả những các việc mà sản xuất cũng như là xúc tiến ở trên chúng ta cũng sẽ không đem lại hiệu quả. Thế hoặc là chúng ta đem được cái sản phẩm đó đến mà nó vẫn đảm bảo được cái vấn đề tươi ngon, nhưng mà cái chi phí nó lại quá cao, nếu như chúng ta phải dùng các cái phương tiện như là đường hàng không thì cũng có thể là sẽ không tiếp cận được đến với người tiêu dùng. Và do vậy thì chúng ta cũng thấy là kết cục cuối cùng là cái sản phẩm đó nó cũng không có thể là đến với người tiêu dùng, hay là về phía chúng ta thì chúng ta cũng không thể tiêu thụ được hàng hóa. Thế như vậy chúng ta thấy là cái vai trò của logistics cùng với sản xuất, cùng với thương mại, đây là một cái tam giác, một cái thế chân kiềm, nó phụ thuộc lẫn nhau và hỗ trợ cho nhau. Thế nhưng mà từ trước đến nay thì chúng ta nhìn thấy sản xuất và thương mại, nhưng chúng ta chưa nhìn thấy cái vai trò của logistics, vì nó là những cái quá trình mà nó có thể ẩn, hoặc nó là diễn ra sau những cái hợp đồng, và chúng ta nghĩ rằng là khi ký hợp đồng xong thì tất cả tự nhiên là nó sẽ diễn ra, nhưng mà đằng sau đó là cái vai trò chính là vai trò của logistics như vậy. Thế Việt Nam thì hiện nay ở trên bản đồ logistics thế giới thì chúng ta có một cái vị trí như thế nào? Thế thì có thể nói là Việt Nam là nằm ở một cái khu vực mà phát triển năng động nhất của thế giới, đó là cái khu vực Đông Á. Thế cùng với những cường quốc kinh tế như là Trung Quốc, như Nhật Bản, như Hàn Quốc, đấy thì chúng ta cũng nằm ở trong khu vực ASEAN, cũng là cái khu vực mà có cái khối lượng hàng hóa sản xuất và tăng trưởng phát triển rất là nhanh, và có một cái đóng góp lớn vào trong cái tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa của thế giới hiện nay. Cái Việt Nam chúng ta cũng nằm ở trên một cái tuyến đường hàng hải có thể nói là bận rộn nhất thế giới, đó là cái tuyến hàng hải đi qua Biển Đông. Đây là cái nó kết nối giữa hai cái khu vực, chính là cái khu vực Đông Á là cái động lực sản xuất hàng hóa của thế giới hiện nay, với các cái thị trường như là ở châu Âu, thế rồi Nam Á, châu Phi. Thế thì cái tuyến đường biển như vậy là một cái tuyến đường rất là bận rộn, và những cái nguyên liệu ví dụ như là dầu mỏ thì cũng đi qua cái tuyến đường hàng hải này để đến các cái khu vực Đông Á, là cái nơi mà đang có nhu cầu tiêu thụ về nhiên liệu rất là lớn.
Về Việt Nam của chúng ta thì ở nằm trong khu vực Đông Nam Á thì chúng ta cũng nằm ở cái vị trí trung tâm của Đông Nam Á. Đấy, có cái đường bờ biển dài thế và tiếp giáp với cả hầu hết các quốc gia ở trong khu vực. Đấy, chúng ta thấy rằng Đông Nam Á nếu mà tính từ một phía ở bên phía Tây là Myanmar, phía Đông là Philippines. Đấy, rồi phía dưới là các quốc gia như Indonesia, Singapore, Malaysia. Thì có thể nói là thành phố Hồ Chí Minh là cái vị trí trung tâm của Đông Nam Á. Đấy, nếu chúng ta kẻ một cái đường hình tròn với cái bán kính độ khoảng 1.000 đến 1.500 cây số, lấy thành phố Hồ Chí Minh làm tâm điểm thì tất cả các nước, các cái diện tích lớn của chính của Đông Nam Á sẽ nằm trong cái vòng tròn này. Thế và chúng ta cũng án ngữ cái mặt tiền biển Đông của bán đảo Đông Dương, đúng không ạ? Thế, số nước mà có cái tiếp giáp với biển thì có thể nói là cũng không hề ít, nhưng mà cái mặt tiền biển Đông thì có thể nói là thuộc về cái sở hữu của Việt Nam chúng ta. Thế thì cái đây là một cái thuận lợi rất lớn để chúng ta phát triển cái ngành kinh tế biển. Và trong cái thời gian vừa qua thì những cái cảng lớn như là Cái Mép, như là khu vực Hải Phòng, khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở Cát Lái là cũng đang phát huy cái vai trò, những cái lợi ích của cái mặt tiền biển Đông như vậy. Thế và chúng ta cũng rất thuận lợi để phát triển những các cái cảng nước sâu, các cái dịch vụ trung chuyển. Hiện nay là chúng ta còn có một cái địa điểm hết sức lợi thế, đó là cái khu vực về Vân Phong của Khánh Hòa, để có thể xây dựng được một cái cảng trung chuyển quy mô lớn, thậm chí có thể nói là có thể nghĩ đến cái việc cạnh tranh với Hồng Kông, với Singapore. Tuy nhiên hiện nay thì Việt Nam vẫn chưa tìm được một cái nhà đầu tư xứng đáng để có thể phát triển ở cái khu vực này. Thế thì về cái hoạt động mà phát triển logistics ở Việt Nam thì trong thời gian vừa qua thì chính phủ cũng đã ban hành một số những cái chính sách về phát triển dịch vụ logistics. Logistics đã được đưa vào quy định ở trong luật thương mại ban hành từ năm 2005. Thế rồi chúng ta có những cái văn bản ở dưới luật để quy định về cái này. Thế và đặc biệt là từ năm 2017 thì chính phủ cũng đã ban hành một cái kế hoạch hành động để đưa ra những các cái tầm nhìn và các cái giải pháp để thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics. Về hạ tầng logistics thì trong thời gian vừa qua cũng đã có nhiều cải thiện. Hạ tầng logistics ở đây thì bao gồm cả hạ tầng động và hạ tầng tĩnh. Hạ tầng động là phục vụ cho các cái mặt hàng, các cái ngành liên quan đến vận tải như là hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa, đường bộ, đường sắt. Thế còn hạ tầng tĩnh là liên quan đến các cái kho bãi, kho tàng, bến bãi. Thì hiện nay là cả hai cái nhóm này là đều có cái số lượng tăng trưởng rất là nhiều. Ví dụ như là các cái tuyến đường bay của Việt Nam hiện nay là có thể nói là đã được mở rộng đến các nước. Thế rồi hạ tầng về đường cao tốc của Việt Nam hiện nay cũng đang có cái tốc độ tăng trưởng. Và cái số lượng các cái kho bãi ở các cái vùng kinh tế trọng điểm hiện nay cũng đang gia tăng rất là nhiều. Số lượng doanh nghiệp trong ngành cũng có cái sự gia tăng đáng kể. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là hầu hết các doanh nghiệp logistics của Việt Nam thì hiện nay vẫn đang ở cái quy mô nhỏ. Còn những doanh nghiệp lớn mà hiện diện ở Việt Nam thì là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng về tổng thể thì số lượng doanh nghiệp tham gia cái lĩnh vực kinh doanh này cũng đang tăng lên rất là nhanh. Thế rồi cái việc mà đào tạo và cung ứng cái lao động cho cái thị trường này cũng đang có một cái sự phát triển cùng với hòa nhịp với cái sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Thì cái lĩnh vực về đào tạo nhân lực hiện nay cũng đang có những cái thay đổi rất là lớn để cố gắng là cung cấp được cái nguồn lao động, và cái nguồn lao động đó phải đạt cái yêu cầu của cái quá trình hội nhập cũng như là cái quá trình quốc tế hóa đối với ngành logistics. Từ trong ngành logistics chúng ta thấy là nó cũng nằm chung trong cái xu hướng mà ứng dụng công nghệ ở các ngành sản xuất và các ngành dịch vụ khác nhau, thì logistics cũng nằm trong cái xu hướng đấy. Khi mà hiện nay chúng ta cũng áp dụng công nghệ trong các cái chương trình phần mềm về quản lý vận tải, quản lý kho, định vị, truy xuất vị trí, và đặc biệt là tối ưu hóa những cái quá trình mà đưa hàng hóa đến các nhà máy và các cái người tiêu dùng thông qua những các cái phần mềm mà chia sẻ. Thì đây là cũng là một cái lĩnh vực mà công nghệ có thể phát huy tác dụng rất là tốt. Rồi về hợp tác quốc tế thì chúng ta cũng đang đẩy mạnh cái phần hợp tác quốc tế thông qua cái việc tham gia các cái liên đoàn, các cái tổ chức quốc tế về logistics. Từ đó thì giúp để mở rộng các cái thị trường cho doanh nghiệp. Một cái yếu tố rất quan trọng đó là cái việc mà nâng cao nhận thức về logistics từ các cái khối cán bộ quản lý nhà nước cho đến ở trung ương, ở địa phương, cho đến các hiệp hội, rồi các doanh nghiệp. Những doanh nghiệp mà làm về logistics thì đương nhiên là cái nhận thức của họ đã rất là tốt, nhưng mà những doanh nghiệp sản xuất nói chung thì có thể nói là cũng chưa phải doanh nghiệp nào chúng ta cũng nhận thức được cái vai trò của logistics để có một cái đầu tư hoặc là có một cái quan tâm xứng đáng đối với lĩnh vực này.
Và nếu mà nhận xét về tổng thể thì chúng ta có một cái chỉ số của Ngân hàng Thế giới gọi là LPI, để qua đó để đo lường cái mức độ về phát triển logistics của quốc gia. Thì năm 2018 thì cái chỉ số này ở Việt Nam đứng thứ 39 trên 160 quốc gia và vùng lãnh thổ mà World Bank và Ngân hàng Thế giới để tổ chức khảo sát. Thì đây cũng là một cái thành tích mà rất là tốt, một cái thông tin đáng khích lệ trong cái thời gian vừa qua. Thế với các doanh nghiệp Việt Nam thì chúng ta thấy có những các cái thách thức như thế nào, hay là có những các cái vấn đề mà chúng ta cũng cần phải giải quyết trong thời gian tới? Thứ nhất thì đa số các cái doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics của Việt Nam thì có cái quá trình hoạt động chưa lâu. Một số doanh nghiệp đã có cái giai đoạn thành lập lâu, từ trước đây có thể là một vài chục năm. Thì đây đa số là các cái doanh nghiệp trong cái khối về nhà nước. Thế rồi sau này thì chúng ta cũng cổ phần hóa. Còn đa số các doanh nghiệp mới sau này thì thành lập trong cái giai đoạn chỉ khoảng từ 20 năm trở lại đây. Và cái việc thành lập chưa lâu thì nó cũng dẫn đến là một cái những các cái yếu tố hạn chế khác, ví dụ như là cái quy mô nhỏ. Đặc biệt là khi mà cái giai đoạn mà từ 10 năm trở trước đây đấy, thì cái lúc đó là cái thị trường hàng hóa của Việt Nam chúng ta cũng chưa phải là lớn như là hiện nay. Thì do vậy cái hoạt động và dịch vụ logistics nó cũng chưa thể phát triển để giúp cho các doanh nghiệp logistics có cái khả năng tăng trưởng cũng như là tích lũy vốn và mở rộng nhân lực. Thế rồi cái kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, đây là một cái điểm hạn chế rất là lớn, vì đa số các doanh nghiệp logistics của Việt Nam hiện nay là mới chỉ tập trung kinh doanh ở trong nước, ở thị trường trong nước. Đấy, thiếu những doanh nghiệp mà đi ra nước ngoài cũng như là bắt tay với nước ngoài để có thể là mở rộng cái chuỗi cung ứng của mình. Thì đây là một cái điểm mà chúng ta đang rất cần những cái hội thảo như ngày hôm nay để chúng ta có thể giúp các doanh nghiệp logistics Việt Nam mở rộng cái giao thương. Thế và các cái dịch vụ logistics của các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp thì chủ yếu là các dịch vụ cơ bản. Ví dụ như là các dịch vụ về cung ứng nhà kho, dịch vụ về vận tải đường bộ, thế hoặc là vận tải hàng không, vận tải đường thủy. Đấy, thì đây là những cái dịch vụ mà nó mang tính chất truyền thống lâu đời rồi. Thế nhưng mà những cái dịch vụ có mang cái giá trị gia tăng cao, thế hoặc là những cái dịch vụ mà có thể đem lại cái giá trị lớn, nó gắn liền với cung ứng công nghệ đấy. Thế hoặc là nó trải ra qua một cái thị trường, cả một cái quá trình cung ứng ở trên nhiều thị trường khác nhau, thì đấy là những cái dịch vụ nó mang lại nhiều cái giá trị thì hiện nay doanh nghiệp Việt Nam chúng ta lại chưa có thể tham gia được nhiều. Đấy là cái khả năng liên kết, đó là nhiều doanh nghiệp và hoạt động ở trong nhiều lĩnh vực, nhưng mà cái sự liên kết với nhau để có thể tạo ra một cái chuỗi cung ứng gọi là tích hợp hay sự cung ứng hoàn hảo, thì cái khả năng này của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay cũng còn đang rất là thấp. Thế và hiện nay thì cùng với cái xu hướng hội nhập thì chúng ta cũng thấy có một cái nguy cơ từ cái vấn đề là các doanh nghiệp Việt có thể bị thôn tính, bị sát nhập thông qua cái hoạt động đầu tư gián tiếp M&A. Và như vậy thì có thể có một số doanh nghiệp Việt có tiềm năng để trở thành những doanh nghiệp lớn thì có thể là các doanh nghiệp nước ngoài ở đây họ mua lại, và như vậy thì chúng ta lại cũng sẽ mất cái cơ hội để có thể phát triển những cái doanh nghiệp Việt ở cái tầm vóc lớn hơn. Còn một số các cái xu hướng của hoạt động logistics tại Việt Nam như hiện nay thì cũng thông tin để các anh chị cũng nắm thêm. Thì thứ nhất là cái logistics trong thương mại điện tử. Thương mại điện tử là cái lĩnh vực mà phát triển tốc độ phát triển rất nhanh trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong 2 năm vừa rồi khi mà đại dịch COVID-19 hoành hành. Thế thì cái số lượng các cái đơn hàng gia tăng, thế rồi cái số lượng người mua gia tăng, thế rồi phạm vi hoạt động thương mại điện tử nó trải rộng ra nhiều địa phương. Thế thì để thương mại điện tử có thể vận hành được một cách trơn tru đấy, thì sau cái quá trình mà đặt mua hàng ở trên các website hay là trên các cái trang bán hàng, hoặc là thông qua mạng xã hội, thì cái phần còn lại đấy chính là hoạt động logistics. Mà nếu như logistics do thương mại điện tử mà không đảm bảo thì cũng sẽ vô hiệu hóa những cái giá trị của thương mại điện tử. Vì thương mại điện tử cái ưu điểm lớn nhất đó là cái việc mà có thể giúp cho người mua hàng có thể dễ dàng lựa chọn cũng như là có thể đặt mua hàng nhanh chóng, đúng không ạ? Thế thì sau khi mua hàng nhanh chóng thì họ cũng mong muốn là cái món hàng đó phải đến tay mình nhanh chóng. Và nếu như logistics mà không đảm bảo được yếu tố đó, hoặc là hàng hóa đưa đến tay người dùng nhanh chóng nhưng lại không đảm bảo an toàn, bị hư hỏng, bị mất mát, thế thì cái điều đó nó cũng không đem lại cái giá trị cho thương mại điện tử, đúng không ạ? Thế thì cái logistics cho thương mại điện tử hiện nay là cái lĩnh vực mà cũng đang phát triển rất là nóng. Và trong thời gian vừa qua thì năm doanh nghiệp logistics phát triển nhanh hiện nay ở Việt Nam thì nằm trong cái lĩnh vực này là các doanh nghiệp chuyển phát.
để có cái tốc độ tăng trưởng rất là lớn. Trong đó có những đơn vị như là Vietnam Post hay là Viettel Post hay là giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm JMT. Thứ hai đó là logistics cho mặt hàng nông sản. Đấy, Việt Nam là đất nước về nông sản, cường quốc về nông sản, đúng không ạ? Thế thì cái logistics cho nông sản cũng là một cái khía cạnh mà chúng ta cần phải quan tâm. Vì nông sản nó có cái đặc điểm nó khác với cái sản phẩm công nghiệp. Đó là cái yếu tố về mặt bảo quản và yếu tố về mặt thời gian, cũng như là tính chất liên quan đến an toàn thực phẩm, liên quan đến sức khỏe con người. Vì vậy thì cái quá trình mà đưa các cái sản phẩm nông sản từ trang trại đến bàn ăn ấy, là nó đòi hỏi luôn luôn phải đi kèm các cái yếu tố như ở trên. Không chỉ đưa được sản phẩm đến tay người tiêu dùng, nhưng mà phải đưa đến người tiêu dùng trong cái trạng thái mà chúng ta còn, người tiêu dùng còn chấp nhận được, tức là có thể là tiêu thụ được, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Đấy, chưa nói là những yếu tố về mặt cảm quan như là màu sắc, như là mùi vị là chúng ta phải đảm bảo. Đấy, thì cái logistics cho nông sản như vậy là một cái đầu tư cũng rất là lớn, và trong đó là vai trò của các cái kho lạnh, đấy là cái chuỗi lạnh là nó cũng là quan trọng. Thế rồi logistics hàng đặc biệt. Đấy, hàng đặc biệt ở đây tức là những cái sản phẩm mà chúng ta nói là cái số lượng của nó trên thị trường thì không nhiều, nhưng mà nó lại có những các yếu tố nó khác biệt với hàng hóa khác. Ví dụ như nó khác biệt ở mặt giá trị rất là lớn so với hàng hóa thông thường, hoặc nó khác biệt ở mặt kích thước, chúng ta gọi là hàng hóa siêu trường siêu trọng. Đấy, ví dụ như là các cái hiện nay chúng ta đang, Việt Nam đang phát triển về năng lượng tái tạo, thì có xây dựng các cái trụ điện gió chẳng hạn. Đấy, những cái cánh quạt khổng lồ chúng ta thấy, thế đấy là một cái loại hình hàng đặc biệt. Hoặc là những cái giàn khoan đấy, ở ngoài biển, đúng không ạ? Không phải là chúng ta tự dưng chúng ta mọc ra được một cái giàn khoan như vậy. Thế cái giàn khoan đó thậm chí chúng ta phải nhập khẩu từ nước ngoài về. Thế cái quá trình mà đưa được một cái giàn khoan đấy về rồi để đưa ra ngoài biển để xây lắp lên, thì đấy là cái vai trò của logistics đối với cái hàng đặc biệt như vậy. Thế và nhiều các cái loại hàng đặc biệt khác, ví dụ như là đá quý, hoặc là những cái sản phẩm, những cái mặt hàng hóa chất nguy hiểm chẳng hạn, cũng là một cái loại hích mà hàng đặc biệt mà chúng ta, các cái ngành logistics của chúng ta hiện nay cũng đang tiếp cận. Đấy, rồi logistics đô thị, Việt Nam thì đang là trong cái quá trình mà đô thị hóa rất là mạnh mẽ. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu của người dùng ở đô thị là nó cũng rất là cao. Đấy, đây là cái đối tượng mà người tiêu dùng có cái mức thu nhập cao và có nhu cầu mua sắm lớn. Nhưng mà cái đô thị thì đặc điểm của nó là cái yếu tố mật độ cư dân cao và cái khả năng lưu thông thì bị hạn chế. Thế thì cái logistics cho đô thị nó cũng phải có những cái yếu tố đặc biệt. Đấy, nó phải có những cái mà nó đặc thù, nó khác với cả logistics thông thường. Thế rồi logistics ngược. Đây là cái quá trình là chúng ta gắn với cả những các cái vấn đề, ví dụ như là sau khi hàng hóa bán ra mà cần phải thu hồi để bảo hành, để bảo trì. Đấy, hoặc là cái quá trình chúng ta thấy là những các cái một cái rất là thông thường thôi. Tức là bây giờ như một trong một cái đô thị thì bất kỳ một nhà nào thì cũng sẽ xả ra một cái lượng rác. Đấy, và cái lượng rác đấy cần phải quy tụ, đấy là tập trung để đưa đi xử lý. Thì đấy cũng chính là một cái hoạt động logistics ở trong đời sống, và cần phải có những cái doanh nghiệp đặc thù để có thể xử lý. Chúng ta thấy rồi, tức là như Hà Nội như hiện nay đấy, cách đây một hai hôm là cũng có cái thông tin về cái việc là chậm thu gom rác, và cái điều đó nó có thể ảnh hưởng ngay đến đời sống của người dân, đúng không ạ? Thế thì thiếu cái hoạt động logistics trong lĩnh vực này là nó cũng sẽ gây cái tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế xã hội. Thế rồi cái logistics thân thiện với môi trường. Đấy, vì cái hoạt động logistics nó cũng gắn liền với cả cái việc tiêu tốn nhiên liệu, tiêu tốn năng lượng. Thế thì cái việc mà trong cái xu thế chung hiện nay để đảm bảo cho cái phát triển lâu dài, thì cái việc mà các ngành hoạt động logistics của chúng ta cũng phải chú ý đến cái việc này. Ví dụ như là sử dụng nhiên liệu chẳng hạn, đấy, và ít phát thải về lưu huỳnh, ít phát thải về carbon, thì cũng đóng góp phần để giúp gìn giữ môi trường. Thế còn tại Việt Nam của chúng ta thì cũng có một cái số các cái vấn đề liên quan đến phát triển dịch vụ logistics. Ở đây tôi xin tóm tắt lại để các anh chị thương vụ, các doanh nghiệp cũng như là các nhà đầu tư nước ngoài chúng ta cùng nắm thêm. Thứ nhất là chúng ta xác định rõ cái vị trí của logistics trong cái quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như của địa phương, và để có thể triển khai một cách hiệu quả. Chính vì cái nhận thức về logistics trong cái thời gian vừa qua nó chưa được rõ, nó chưa được cao. Thế nên là cái việc mà các nhà hoạch định chính sách, kể cả ở các cơ quan trung ương cũng như địa phương, bỏ quên hoặc thậm chí coi nhẹ cái vai trò của logistics, làm cho cái sự phát triển của logistics nó không được tương xứng so với các cái ngành sản xuất cũng như hoạt động thương mại. Thứ hai đó là cũng tiếp tục để mở rộng và hoàn thiện nhanh các cái hạ tầng.
hạ tầng logistics của Việt Nam có những tiến bộ trong thời gian vừa qua nhưng mà chưa đủ, và đặc biệt là chưa đáp ứng được kịp cái tốc độ phát triển về mặt xã hội, về mặt kinh tế. Đấy, thì cái việc mà phải hoàn thiện nhanh hơn nữa cái hạ tầng, ví dụ như là đường cao tốc ở khu vực phía Nam hiện nay vẫn đang rất là thiếu, trong khi phía Nam là hiện nay là cái động lực sản xuất hàng hóa chính của đất nước, đúng không ạ? Thế thì cái mở rộng hạ tầng này cũng là một cái nhu cầu cấp thiết. Thế rồi chú trọng vào cái việc mà nâng cao cái giá trị gia tăng cho dịch vụ logistics, tức là bên cạnh những các hoạt động logistics mà cung ứng các cái mang tính chất cơ bản như là vận tải, như là kho bãi, thì những cái dịch vụ giá trị gia tăng và đặc biệt là những cái dịch vụ mà mang tính chất tích hợp cả một cái chuỗi sản xuất lớn, chuỗi sản xuất dài, thì cái này là một cái mà các doanh nghiệp logistics của chúng ta phải phấn đấu để chúng ta có thể đảm nhiệm được hơn. Thế còn hiện nay là đa phần là những các cái dịch vụ như vậy là nằm trong tay của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thế rồi hỗ trợ cho doanh nghiệp logistics phát triển cũng giống như là nhiều các cái ngành khác, thì do ngành doanh nghiệp logistics là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đấy, rất nhiều cái điểm hạn chế như trên thì nhà nước cũng cần phải có một cái biện pháp để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Mà cái buổi tọa đàm như hôm nay cũng là một cái hình thức để giúp cho doanh nghiệp của chúng ta có thể tìm kiếm thị trường và phát triển. Và cái việc mà kết nối với các doanh nghiệp nước ngoài, đấy, mở rộng thị trường logistics là thông qua cái việc kết nối với doanh nghiệp, trong cái điều kiện doanh nghiệp của chúng ta chưa đi được ra ngoài do cái ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như là do cái hạn chế về mặt tài chính, thì cái việc kết nối với doanh nghiệp thông qua những các buổi tọa đàm trực tuyến như thế này cũng là một cái biện pháp để giúp cho doanh nghiệp Việt Nam có thể mở rộng và phát triển thị trường. Thế và một cái hoạt động mà hiện nay Việt Nam cũng đang quan tâm đó là triển khai cái khu thương mại tự do ở một số địa phương có điều kiện. Đấy, trước hết là những nơi như là Hải Phòng và Bà Rịa Vũng Tàu, tức là gắn với những cái cảng lớn. Thế thì khi mà triển khai những cái khu thương mại tự do thì nó sẽ tạo ra một cái hấp lực để lôi kéo và thu hút các nhà đầu tư, kể cả nhà đầu tư nước ngoài lẫn nhà đầu tư trong nước, do những cái lợi ích của khu thương mại tự do đem lại, thì từ đó nó cũng sẽ tạo ra một cái sự kích thích, tạo ra cái luồng hàng để cho hoạt động logistics của chúng ta có thể phát triển nhanh, phát triển mạnh hơn nữa. Thì trên đây thì tôi xin tóm tắt một số các cái thông tin liên quan đến hiện trạng, tình hình phát triển của dịch vụ logistics tại Việt Nam, những vấn đề mà cơ quan nhà nước quan tâm cũng như là những vấn đề mà doanh nghiệp logistics Việt Nam có cái nhu cầu trong thời gian tới, thì xin phép được chia sẻ cùng các anh chị đại diện của cơ quan thương vụ để chúng ta cũng có cái định hướng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp ở trong nước cũng như là chia sẻ với các doanh nghiệp logistics Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài, để chúng ta có thể cùng kết nối và góp phần đóng góp để phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam trong thời gian tới. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả các anh chị và các quý vị đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu của ông Trần Thanh Hải. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Jeffrey Tan, trưởng ban phát triển và công nghệ thông tin tập đoàn YHC Singapore, trình bày về triển vọng hợp tác ngành logistics giữa Việt Nam và Singapore. Xin trân trọng kính mời ông. Yes, Susan. Thank you. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào buổi tối tất cả các quý vị khách quý đến từ Bộ Công Thương Việt Nam và các vị khách quý khác đến từ ngành logistics của Việt Nam. Và hôm nay tôi rất vinh dự cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái sự phát triển của Singapore liên quan đến các cái dịch vụ logistics và cái sự hợp tác giữa Việt Nam và Singapore. Và bây giờ thì tôi cũng sẽ chia sẻ những cái bài thuyết trình của tôi cho tất cả. So YCH Group is a Singapore homegrown. Tôi cũng xin giới thiệu về cái tập đoàn YCH. Tập đoàn YCH chúng tôi cũng đã trên 66 năm chuyên về và rất là phát triển ở châu Á trong việc ứng dụng các công nghệ và đang đối mặt với các cái thách thức của ngành trong ngày hôm nay. Và tầm nhìn của chúng tôi đó là hội nhập, tích hợp các cái luồng chảy của dữ liệu vào trong cái chuỗi cung ứng với cái khả năng phân tích để mà tạo ra cái động lực khai thác những cái năng lực và
ứng dụng các cái công nghệ đổi mới để cung cấp, để tạo điều kiện cho cái chuỗi cung ứng từ đầu này đến đầu cuối đạt được kết quả và thực thi những cái sự thay đổi và hỗ trợ tất cả các nhu cầu của các cái doanh nghiệp liên quan đến vấn đề vận chuyển và kho bãi. Hiện nay thì tập đoàn của chúng tôi đã hiện diện trên 100 các cái địa điểm và hiện diện trên 13 các quốc gia, và với một cái dân số 55 tỷ hàng hóa giao dịch, chúng tôi hiện diện ở 3 cái khu vực chính ở Trung Quốc, ở Ấn Độ và ở cái khu vực ASEAN của chúng ta. Một số các khách hàng mà chúng tôi đã phục vụ là quý vị có thể thấy những cái logo đó là chúng tôi quản lý trên 150.000 các SKU ở tại bất cứ các cái địa điểm nào trên toàn cầu. Trong nhiều cái ngành khác nhau quý vị, từ sản xuất đến thương mại. Với một cái sản lượng hàng hóa rất là lớn trong toàn bộ các cái chuỗi cung ứng của các cái công ty. Như vậy, với cái sự kết hợp giữa cái năng lực phân tích và cái sự chuyên môn của cái tập đoàn ICH của chúng tôi, cùng với cái việc quản trị được cái chuỗi cung ứng như vậy, thì chúng tôi cũng đã đưa các công nghệ về phần mềm để mà đưa vào cái ứng dụng, và chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều các cái giải thưởng để chứng minh về cái năng lực của chúng tôi. Các cái giải thưởng khác nhau, giải thưởng là 10 doanh nghiệp về xuất nhập khẩu năm 2019 này, rồi giải thưởng của năm 2019 của Frost & Sullivan, và rất là nhiều các cái giải thưởng khác. Hiện nay thì chúng tôi đóng tại một cái địa điểm trên cái hình ở văn phòng chính ở Singapore đây. Đây là một khu vực mà được coi là một cái khu logistics thông minh ở Singapore. Đây là cái khu vực mà được chính phủ hoạch định để và nó được tọa lạc tại một cái nơi rất là chiến lược. Và chúng tôi đã ứng dụng các cái công nghệ về quản lý nhà kho. Và với một cái video tôi sẽ trình chiếu, tôi cũng sẽ giới thiệu cho quý vị xem là các công nghệ. Bây giờ chúng tôi không sử dụng những cái kiểu quản lý theo kiểu truyền thống nữa, mà chúng tôi đưa vào những cái công nghệ hiện đại trong cái hệ thống, gọi là chúng tôi quản lý tự động bằng những cái giải pháp tích hợp những cái robot trong kho, và chúng tôi chia sẻ cái video clip này, mời quý vị xem. Xe được vận hành hoàn toàn tự động quý vị. Những cái truck robot này có thể thực hiện những cái công việc lặp đi lặp lại như vậy để mà xử lý các công việc rất đáng tin cậy và hoàn toàn độc lập. Quản trị nhà kho cũng tự động luôn. Kiểm kê được coi là một cái công việc rất là tốn thời gian. Hai người như vậy là có thể nhìn mất cả ngày để mà kiểm đếm nữa. Nhưng là bây giờ thì cái hệ thống mà thu thập thông tin như thế này nó giải quyết được tất cả.
những cái robot tự động như thế này, nó đảm trách các cái công việc, nó di chuyển giữa các cái kệ như vậy và nó kiểm đếm luôn, tăng được cái năng suất đến 3 lần. I hope you have enjoyed the short. Hy vọng là quý vị cũng đã rất là thích thú cái đoạn clip ngắn này, để đó là thực tế những cái gì mà chúng tôi đã ứng dụng cái sự sáng tạo những bằng công nghệ vào trong việc quản lý các cái hoạt động về logistics. Như vậy cái thành phố mà chúng tôi gọi là tôi xây dựng một cái hệ sinh thái mà chúng tôi có nghĩa là chữ learn là chính là chữ học hỏi, quý vị là viết tắt được từ những cái từ như là cái chuỗi cung ứng sinh động, rồi cái nơi mà học hỏi trải nghiệm là chữ A đây là cái chữ là châu Á, và chúng tôi sáng tạo ra tương lai, và chúng tôi nuôi dưỡng những cái nhà sáng tạo luôn luôn đổi mới cạnh tầng. In the supply chain. Đó là viết tắt của chữ learn. At the same time, we are also. Cùng lúc đó thì chúng tôi cũng. Chúng tôi cũng rất là quan tâm đến các cái vấn đề về môi trường, trong việc chúng tôi là luôn luôn dẫn đầu về cái logistics xanh. Đó là từ cái việc thiết kế hiện đại. Sử dụng cái hệ thống năng lượng tái tạo, và chúng tôi luôn luôn thúc đẩy sự thay đổi, và chúng tôi coi rằng là cái sự thúc đẩy chính là một cái sự thiết yếu trong cuộc sống, và chúng tôi tiếp tục thay đổi để tạo ra cái sự thích nghi, thích ứng và đáp ứng một cách hiệu quả đối với những cái giải pháp mới, tạo ra những cái năng suất cao. Và tôi nghĩ cái COVID-19 như vậy nó là một cái cơ hội để mà tạo ra chúng ta nhiều cái suy nghĩ và chính cái COVID này nó cũng là cái động lực để chúng ta suy nghĩ giải quyết ra được nhiều cái vấn đề, đặc biệt là các vấn đề về nhân sự, bởi vì Singapore là một quốc gia nhỏ và thiếu hụt nhân sự, và chúng ta với cái sự cái gián đoạn về COVID như thế này, phải không ạ? Thì chúng tôi thiếu hụt về nhân lực, bởi vì nhân sự chúng tôi đến phần lớn nó từ Mã Lai, nhưng là với cái sự tự động hóa như vậy này thì cái nó giải quyết được cái khâu thiếu hụt nhân sự rất là tốt. Và chúng tôi có cái việc quản lý trong rất là nhiều, cung cấp các cái dịch vụ rất là nhiều trong nhiều cái ngành nghề khác nhau, và chúng tôi có một sự chuyển đổi về tư duy thúc đẩy và phục vụ cho cái thương mại điện tử, tạo ra những cái nền tảng thương mại gọi là OMS 4.0. Như vậy cho chúng tôi là một trong những cái thành tố để mà thúc đẩy cái thị trường số và các cái đơn hàng của khách hàng như vậy thì được cái hệ thống của chúng tôi cung cấp mà một cách rất là tự động và cái việc khai thác cái hệ thống lạnh như vậy để mà phục vụ cho việc lưu trữ rồi bảo quản thuốc vaccine, nó hỗ trợ cho một cái nhu cầu của quốc gia trong việc chủng ngừa cho người dân. Và những cái hệ thống kho lạnh của chúng tôi đã hỗ trợ rất là tốt trong việc bảo quản từ cái rồi đưa vaccine cho đến tận các cái nơi chích ngừa cho người dân. Và như quý vị thấy là thông qua các công nghệ như vậy, những cái thiết bị làm lạnh di động như thế này giúp cho cái việc phân phối vaccine với một số lượng lớn rất là thuận tiện. Và cái hành lang kinh tế và thương mại một sáng kiến và vành đai và con đường này nó tạo nên một sự kết nối các cái nền kinh tế giữa các quốc gia.
và chúng ta ở trong một cái vị thế rất là tốt trong cái mạng lưới này, trong việc cung cấp các cái dịch vụ về logistics. Và chúng tôi đóng góp vào cái sự kết nối toàn bộ giữa các quốc gia như thế này. Kết nối từ cái vùng Changshin, từ Trung Quốc cho đến Singapore. Cho nên với cái đường vận chuyển cao tốc như thế này, nó giúp cái sự kết nối hàng hóa xuyên biên giới rất là thuận tiện. Chỉ trong vòng có 7 ngày trên một cái vận tải trên một cái khoảng dài là 4.500 cây số. Như vậy đây là những cái sáng kiến kết nối thúc đẩy cái hành lang thương mại để chúng ta cùng phát triển với nhau. Và chúng tôi cũng có những cái sự các những cái chương trình hợp tác, đó là cái dự án ICD ở Vĩnh Phú, thì đây cũng là một trong những cái hệ thống giúp kết nối tạo ra cái mạng lưới kết nối giữa Singapore và Việt Nam và các quốc gia khu vực ở Đông Nam Á. Và điều này nó giúp cho các doanh nghiệp và có thể giải quyết được các cái vấn đề về lưu thông hàng hóa, giải quyết được các vấn đề về kẹt xe, giải quyết được các vấn đề về môi trường trong việc hạn chế được cái phát thải. Infinite possibilities. As a group, we offer varying resources and opportunities. We need to work together to grow our areas and technologies to become highly connected. Chúng ta cần phải hợp lực với nhau để mà tạo ra cái sự kết nối với cái chuỗi cung ứng để mà mạnh mẽ hơn, để mà phát triển tốt hơn. Chúng ta tạo lên một cái sự kết nối SG Connect, kết nối các cái thành phố của các quốc gia ở ASEAN. Và với cái hệ thống SG Connect này, chúng ta áp dụng các cái công nghệ thông minh. Chúng tôi có đầy đủ các sản phẩm, các công nghệ, các cái dữ liệu, các tài chính để thúc đẩy sự kết nối giữa các quốc gia để mà để chúng ta ít tắc nghẽn hơn, chất lượng nhiều hơn, có những cái hoạt động về bán lẻ tốt hơn, giảm thiểu về môi trường hơn, tạo ra một sự kết nối về văn hóa, phát triển kinh tế, thúc đẩy cái sự phát triển giữa các quốc gia. Và thông qua đó các quốc gia ASEAN có thể gần nhau hơn. Đây là những cái dự án mang tính di sản giữa các quốc gia để chúng ta cùng nhau xây dựng cho tương lai. Chúng ta tìm kiếm các cái giải pháp để phát triển, kết nối các cái thành phố với nhau. Giúp kết nối lưu thông hàng hóa giữa các quốc gia, giữa các thành phố với nhau. Các cái công nghệ thông minh được áp dụng để gia tăng được cái năng suất. Làm thế nào để mà thúc đẩy các cái doanh nghiệp tham gia vào cái hệ sinh thái này để giúp các cái thành phố có thể phát triển tốt hơn. Cho nên dự án mang tính di sản này đóng một cái vai trò rất là quan trọng, và chúng ta hãy là một thành viên kết nối trong cái hệ thống SG Connect này. Xin cảm ơn. Đây là cái lời phát biểu của ông chủ tịch của cái SG Connect. Và đây là một cái dự án mà chúng tôi mong đợi cái sự hợp tác. Và đây là cái buổi lễ khởi động về cái mạng lưới logistics thông minh ASEAN ASL. Đây là cái dự án đầu tiên trung tâm logistics ở ICD Vĩnh Phúc mà hồi nãy chúng tôi cũng đã có đề cập. Để mà và chúng tôi cũng sẽ giúp và hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp Việt Nam trong việc đào tạo và nâng cao được các việc ứng dụng các cái công nghệ. Cho nên năm tháng 10 tháng 11 năm 2020 vừa rồi đó, vào ngày 14 đó, chúng tôi có làm cái lễ khởi động khai trương cái gọi là Super Port, đó là siêu cảng đó.
Thì với cái việc mà khai trương khởi động cái mạng lưới logistics thông minh như thế này đó, thì nó cũng sẽ tạo ra một cái sự kết nối, và đây được coi là một cái dự án rất là lớn nhất mà Singapore đã đầu tư vào Việt Nam. Và đây là một cái hành trình dài, và chúng tôi cũng đã hỗ trợ và chúng tôi có rất là nhiều các cái dự án khác, và với cái dự án Superport này thì chúng tôi muốn tạo ra một cái hệ, một cái chuỗi cung ứng năng động và bền vững, một cái hệ sinh thái gồm có các cái tàu, các cái nhà vận chuyển forwarder, các cái nhà cung cấp dịch vụ, các cái hãng tàu, các cái hãng xe tải, các cái nhà vận hành, các cái cảng, các cái depo. Và cái điều này thúc đẩy giảm thiểu các cái vấn đề về bị delay về container ở một cái cảng nào đó, rồi các cái vấn đề liên quan đến vấn đề về thông quan hải quan, để bảo đảm rằng là hàng hóa đến được cái nơi cần đến đúng thời gian. Và như vậy cái Superport ở một cái vị trí rất là chiến lược ở tỉnh Vĩnh Phúc của Việt Nam. Và nó cũng là rất là kết nối rất là tốt với cái sân bay Nội Bài ở Hà Nội. Và cái địa điểm này cũng có một cái sự kết nối với các quốc gia khác rất là tốt thuộc ASEAN, với các quốc gia như Campuchia, là Lào chẳng hạn. Như vậy với cái Superport ở Vĩnh Phú như thế này thì điều này nó cũng sẽ thúc đẩy cái việc giao thương hàng hóa, rồi các cái dịch vụ về hải quan cũng được tích hợp vô đó, và đây chính là một cái khu vực mà được coi là đầu tiên và tích hợp các cái hoạt động về hải quan tại một cái cảng. Cái vị trí Superport ở Vĩnh Phú được coi là một cái vị thế rất là chiến lược, kết nối với Indonesia, Mã Lai, Campuchia, Singapore. Và chúng tôi chào đón tất cả các công ty Việt Nam hãy tham gia với chúng tôi, trở thành những cái đối tác trong cái hệ sinh thái, trong cái mạng lưới gọi là ASLN này, tức là hệ thống về mạng lưới logistics thông minh ASEAN, trong cái hành trình này. Xin cảm ơn tất cả các quý vị. Xin trân trọng cảm ơn ông Jeffrey Kim. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Kabir Ahmed, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Bangladesh, có bài chia sẻ về tiềm năng phát triển và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực logistics giữa Việt Nam và Bangladesh. Xin trân trọng kính mời ông. Good evening. Vietnam International Business Networking, Winberg. Xin kính chào tất cả quý vị, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Logistics Việt Nam. Cảm ơn cái sự tham gia của các quý vị khách quý. Và tôi rất là vinh dự được ban tổ chức mời để mà tham dự và trình bày với quý vị. Do cái thời gian nó hạn chế cho nên là tôi cũng không chuẩn bị được một cái bài thuyết trình nó mang tính đầy đủ, nhưng là tôi cũng sẽ cố gắng chia sẻ tất cả các thông tin mà tôi có thể có cho các quý vị. Bangladesh cũng là một trong những cái quốc gia xuất khẩu thông qua các cái dịch vụ về thương mại thì nó chiếm tỷ lệ là 59%, và chúng tôi có các cái thành viên trong các cái tham gia vào các cái hiệp hội về logistics của Bangladesh.
Và bây giờ thì cũng tôi chia sẻ một số cái thông tin về cái cơ hội. Giữa Việt Nam và Bangladesh như vậy, chúng ta cũng đã có thiết lập các cái quan hệ ngoại giao, bang giao. Và Việt Nam và Bangladesh có một cái truyền thống về cái mối quan hệ rất là tốt đẹp, chia sẻ những cái giá trị về độc lập, tự do, về sự hợp tác và phát triển. Và Việt Nam và Bangladesh cũng đang nỗ lực phát triển, gia tăng gấp đôi cái sản lượng về nhập khẩu. Thúc đẩy các cái giao thương giữa hai quốc gia, giữa Việt Nam và Bangladesh trong việc giao thương, trao đổi hàng hóa. Và từ năm 2015 thì giữa Việt Nam và Bangladesh đều là những quốc gia có những cái dân số trẻ, và cả hai quốc gia đều có những cái đều hưởng lợi được cái lợi ích về cái vị trí chiến lược ở cái khu vực châu Á, ở khu vực ASEAN. Việt Nam cũng là một trong những cái quốc gia có cái hành lang thương mại rất là tốt với các quốc gia, với Trung Quốc, với Ấn Độ, với những cái vị trí rất là chiến lược. Việt Nam cũng đã đầu tư vào rất là nhiều các cái dự án ở Bangladesh, đầu tư vào các cái khu kinh tế tự do ở Bangladesh, ở những cái ngành nghề khác nhau. Trong các cả các ngành nghề khác nhau, bao gồm cả cái du lịch nữa, thì Việt Nam cũng đã đầu tư vào Bangladesh. Rồi cái Bangladesh cũng đã xuất khẩu sang các quốc gia cũng rất là, với một cái sản lượng rất là lớn. Vào năm 2020 thì Việt Nam cũng đã xuất khẩu sang Bangladesh với một cái giá trị xuất khẩu rất là lớn về kim ngạch xuất khẩu 546 triệu đô. Các cái mặt hàng hóa cũng rất là đa dạng, và Bangladesh cũng đã nhập khẩu các cái sản phẩm đến từ Việt Nam năm 2021 59 tấn các cái hàng hóa khác nhau đến từ Việt Nam. Năm 2021 75,5 triệu tấn hàng hóa sản phẩm cũng đã được nhập khẩu từ Việt Nam. Như vậy, với những cái thông tin và những cái hiểu biết của tôi thì từ năm 2017 tôi cũng đã qua Việt Nam 7-8 lần, và tôi thấy có một cái sự khác biệt so với năm 2002 là cái lần đầu tiên mà tôi đến, và tôi thấy rằng Việt Nam có một cái sự phát triển rất là đột biến, rất là nhanh, có một sự tăng tốc phát triển ở những cái nơi như cảng Hải Phòng hay là một số các cảng khác ở Việt Nam. Thì những cái cảng mà Bangladesh nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam, từ cảng Hải Phòng cho đến với những cái đến cái cảng khác, và chúng tôi thấy là những cái cảng như vậy nó ở vị thế rất là chiến lược, rất là thuận tiện cho những cái hàng hóa mà xuất khẩu sang Bangladesh. Mặc dù là chúng ta chưa có cái FTA giữa hai quốc gia, nhưng là tôi luôn luôn khuyến khích rằng là Việt Nam cũng nên suy nghĩ đến cái FTA này.
và chúng ta cũng có thể nhận thấy là chúng ta có được những cái cơ hội với một cái dân số lớn của hai quốc gia. Thì giữa hai cái quốc gia như vậy với cái dân số trẻ, dân số đông, rồi cái một cái truyền thống hợp tác rất là tốt như vậy, thì chúng ta cũng có thể thúc đẩy các cái hoạt động hợp tác trong cái ngành logistics. Cho nên tôi cũng khuyến nghị với các cái ban ngành, các cái cơ quan có liên quan như vậy, chúng ta cũng nên suy nghĩ đến những cái sáng kiến, những cái hợp tác giữa hai những các giữa các doanh nghiệp với nhau, B2B với nhau. Và tôi cũng đề nghị rằng là theo từ những cái, từ cái vị thế của tôi thì chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy và khuyến nghị cho chính phủ có những cái sự hợp tác, và là chúng tôi cũng sẽ có những cái chuyến viếng thăm tất cả các cảng của Việt Nam để xem là liệu là chúng ta có thể hợp tác được, có thể phát triển kinh doanh được không. Và tương tự như vậy thì chúng tôi cũng mời các cái doanh nghiệp logistics của Việt Nam cũng thăm Bangladesh, tìm hiểu các cái cơ hội, nhận diện những cái lĩnh vực mà chúng ta có thể khai thác hợp tác với nhau. Và hiện tại thì chúng tôi cũng phát triển các cái dự án lớn, cho nên đây là những cái cơ hội mà tôi nghĩ là các doanh nghiệp của chúng ta nên tìm hiểu xem để nhận diện ra những cái cơ hội, và các cái cơ quan ban ngành liên quan chúng ta cũng nên ngồi lại với nhau để mà đi tổ chức những cái đoàn viếng thăm lẫn nhau để đi tìm hiểu thực tế. Các cái vấn đề liên quan đến trong cái vấn đề về hỗ trợ cho việc xin visa nữa, làm sao cho nó nhanh, phải không ạ? Để cho các cái đoàn mà đi thăm viếng như vậy nó dễ. Cho nên đó là những cái đề nghị rất là khiêm tốn của tôi, để mà hai quốc gia Việt Nam và Bangladesh có thể nghiên cứu và có thể nghiên cứu thực thi để tạo thêm các cái cơ hội giảm thiểu các cái quy định, đơn giản hóa các cái thủ tục để mà thúc đẩy cái sự hợp tác doanh nghiệp. Một lần nữa thì trong cái vai trò của tôi thì tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã mời tôi tham dự, mặc dù là do cái vấn đề thời gian thì tôi không có chuẩn bị đầy đủ một cái bài thuyết trình để mà trình chiếu cho quý vị. Nhưng là cái chủ đề của cái buổi hội thảo ngày hôm nay tôi nghĩ rất là thú vị, và tôi hy vọng là và do cái công việc của tôi đó thì tôi phải đi lại ở trong nước, cho nên mới quay trở lại cái thành phố tôi ở vào tối hôm qua, cho nên là tôi cũng rất là bị hạn chế về thời gian trong cái việc chuẩn bị các cái bài thuyết trình đồ này nọ. Và nhưng là tôi cũng đánh giá cao cái bài trình bày của một cái vị diễn giả đến từ Singapore. Thì đó cũng là những cái đề xuất, những cái sáng kiến kết nối rất là tốt. Và một lần nữa là xin cảm ơn tất cả các quý vị. Vâng, xin cảm ơn ông Kabi Ahmed, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Bangladesh, về cái bài trình bày vừa rồi. Chúng tôi đánh giá rất là cao những cái đề xuất thực tiễn của ông, và hy vọng là trong tương lai gần sẽ được đón ông tới Việt Nam đi trải nghiệm các vùng cảng lớn của Việt Nam, và cũng rất là mong ông sẽ mang đến những cái cơ hội hợp tác triển vọng trong cái lĩnh vực logistics cho các cái doanh nghiệp Việt Nam và Bangladesh để có thể là tăng cường những cái dịch vụ logistics hiệu quả hơn nữa, nhằm góp phần thúc đẩy thương mại
hai chiều giữa Việt Nam và Bangladesh ngày càng phát triển. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Addison Reira de Araujo, CEO của công ty Ilima Logistics Brazil, sẽ chia sẻ với chúng ta một số cái nội dung liên quan đến nhu cầu hợp tác logistics với doanh nghiệp Việt Nam của doanh nghiệp Brazil. Xin trân trọng kính mời ông. Hi, thank you for the invitation. I'd like to say thank you for the invitation. Xin cảm ơn về cái lời mời và tôi cũng rất là vinh dự và được có mặt ở một sự kiện rất là quan trọng như hôm nay. Và bây giờ thì tôi cũng sẽ xin chia sẻ cái màn hình của tôi để giới thiệu sơ lược về công ty của tôi. Chia sẻ màn hình đây. Can you see? Quý vị thấy rồi phải không ạ? Quý vị thấy cái bài trình bày của tôi rồi. Rồi như vậy là tốt quá rồi. Tôi cũng đã tham gia vào công ty này cách đây 4 năm. Và đây là một công ty vận hành về logistics với các cái dịch vụ toàn diện. Và hiện nay thì chúng tôi có 5 cái đơn vị kinh doanh khác nhau. Ở các cái lĩnh vực như là logistics project, cargo agent, là customs broker, general warehouse, về transport. Và khi chúng ta nói đến cái vấn đề về vận chuyển phải không ạ, thì cái việc vấn đề phân tích kinh doanh luôn luôn là cái vấn đề rất là quan trọng để mà nhận diện đâu là cái mô hình kinh doanh. Bởi vì chúng ta phải làm thế nào để mà giảm thiểu các cái rủi ro phải không ạ, rồi tối đa hóa được cái chu kỳ tốt nhất phải không ạ. Như vậy thì với những cái kinh nghiệm của chúng tôi trong cái nhà logistics quốc tế, chúng tôi đã phát triển các cái dự án logistics dựa trên cái việc phân tích các cái yêu cầu cụ thể rồi chúng tôi phải dự báo về cái vấn đề xuất nhập khẩu như thế nào bằng các cái kênh hàng không, đường biển hay là các cái dịch vụ giao hàng tận nơi chẳng hạn. Bởi vì khách hàng mình ở đâu, ở đây hay là ở đâu, ở chỗ nào, chi phí để mà vận chuyển đến họ như thế nào, rồi các vấn đề liên quan đến việc đăng ký công ty như thế nào, trong cái vai trò là nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu ở các cái cơ quan chính phủ như thế nào, rồi kho ngoại quan như thế nào, sử dụng cách làm sao để mà giảm thiểu được các cái chi phí logistics này, làm sao để mà lưu giữ sản phẩm ở đây mà không phải trả các cái phí về hải quan này, để mình có thể mà gọi là chuyển giao đến một cái nơi khác qua trung gian. Cho nên đây cũng là cái điểm mà rất là quan trọng để chúng ta cần phải lưu ý. Và chúng tôi thực hiện các cái dự báo so sánh như vậy thông qua các công ty thương mại xuất khẩu trực tiếp, hay là rồi chúng tôi phân tích từ cái số liệu từ cái việc xuất nhập khẩu trực tiếp thông qua các kho ngoại quan, hay là logistics ngược như quý vị cũng đã nghe rồi đó, về quy trình như thế nào. Rồi chúng tôi cũng đánh giá về hải quan nữa đó, đưa ra những cái hướng dẫn để tránh những cái trục trặc chúng ta gặp phải. Rồi chúng tôi cũng có cái dự án gọi là giảm cái thế nhập khẩu đó, thông qua cái gọi là biểu thế xuất khẩu đối với các cái sản phẩm mà các cái nhà sản xuất trong nước là không sản xuất được. Rồi chúng tôi cũng phân tích cái khả năng nhập khẩu mà với cái khả năng là có thể miễn thuế chẳng hạn,
đúng rồi. Để thông qua đó để chúng ta có thể hưởng lợi được từ những cái sản phẩm, từ cái hạ tầng về sức khỏe này, về dầu khí, về các khí ga hay là các mặt hàng như là avionics chẳng hạn, hay là có cái hệ thống kho chung, rồi các cái hướng dẫn liên quan đến vận chuyển đường bộ này để mà phân phối trong quốc gia, và chúng tôi có những cái các dự án logistics, rồi chúng tôi đóng những cái vai thực thi các vai trò khác nhau như là những nhà broker, những nhà môi giới này. Đây là các cái hệ thống warehouse, nhà kho của chúng tôi đây. Có công ty Elmar đây, ở Paraguay. Rồi chúng tôi còn có các cái nhà kho ở các cái vị trí khác nhau, ở những khu vực khác nhau nữa. Như vậy do cái thời gian cái hạn chế, thời gian rất là ngắn, thì tôi chia sẻ một số cái thông tin, nhưng là để quý vị có thể có thêm những cái thông tin thêm về Brazil thì chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng tất cả các yêu cầu, những cái đề nghị yêu cầu quý vị thông qua những cái thông tin mà tôi chia sẻ vừa rồi, cái thông tin của tôi, email của tôi, và tôi cũng sẽ chia sẻ thêm một số cái thông tin khác nữa. Như vậy khi chúng ta phát triển một cái dự án, phải không ạ? Thì đây là cái cách thức để mà xuất khẩu vào Brazil này. Đây là cái bộ cẩm nang đầy đủ đó. Chúng tôi có đưa ra những cái nội dung, quý vị thấy là những cái câu hỏi và những cái câu phúc đáp như thế nào. Ví dụ như là các vấn đề liên quan đến thời gian chuẩn là gì, là mất bao lâu, rồi các quy trình xuất khẩu. Ở đây tôi đưa ra những cái hướng dẫn từng bước một, quý vị, từng vấn đề như vậy. Ví dụ về thông quan này như thế nào này, chúng tôi đưa ra từng cái mục như vậy để mà chúng tôi giải đáp, để tránh gặp phải các vấn đề trục trặc hay là bị phạt này nọ đó, chúng tôi đưa ra đây. Đây có cái link kết nối, bấm vô ví dụ như danh mục kiểm soát này, thì bấm vô ví dụ thế là từng bước một kiểm soát về vấn đề ngoại quan của thùng cặt, thùng hàng như thế nào, label như thế nào, marking như thế nào, trọng lượng gộp như thế nào, hóa đơn là làm sao, ở đây có hết quý vị, tất cả các thông tin có hết. Rồi dự báo về nhập khẩu này chúng tôi cũng tính ra luôn này, dự báo hết luôn, chúng tôi đưa ra từng mặt hàng này, chi phí cuối cùng đến Brazil như thế nào, chúng tôi cũng tính hết ra luôn. Và cái điều này giúp cho quý vị có được cái sự cạnh tranh tốt trên thị trường. Rồi ở đây chúng tôi cũng đưa ra các ngày mất bao lâu, mất mấy ngày, từ cái chuyện từng khâu, từ cái việc ship hàng cho đến khi giao hàng như thế nào, chắc hàng lên xe tải như thế nào, vận chuyển trên đường bộ như thế nào. Chúng tôi đều dự báo rồi hết, đưa ra hết đây các gì. Rồi cái commerce invoice, hóa đơn thương mại như thế nào, chúng tôi cũng đưa ra hết đây các gì, đưa mẫu. Tôi chuẩn bị cái mẫu hết cho quý vị. Rồi cái packing list, cái danh mục đóng gói ở đây chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn hết mẫu. Rồi những cái mặt hàng gọi là những cái mã HS á, cái mã hàng hóa hài hòa này đây, chúng tôi cũng HS code đây, rồi ở đây chúng tôi cũng liệt kê ra để giúp cho quý vị có cái so sánh rất là thuận tiện. Rồi Incoterm nữa, các cái điều khoản về 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 về
giao hàng trong ngoại thương này, chúng tôi cũng có đưa ra. Nếu quý vị có khách hàng ở Brazil thì cách thức quý vị từng bước một để quý vị thiết lập các mối quan hệ rồi giao hàng với họ như thế nào thông qua các quy định trong Incoterm. Và tôi luôn hiện diện ha, tôi luôn hiện diện để hỗ trợ tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị để quý vị không gặp phải tất cả các vấn đề gì để mà có thể tiếp cận được cái quốc gia Brazil của chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn ông Adilson Vieira Thank you. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đặng Vũ Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam, có bài phát biểu về tiềm năng phát triển và cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Logistics Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương. Kính thưa ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương. Kính thưa ông Jeffrey Tân, YHC Singapore. Kính thưa ông Kabir Ahmed, Chủ tịch BAFA. Kính thưa ông Addison De Arroyo, CEO Công ty Elema Logistics. Kính thưa hội nghị, kính thưa quý vị và các anh chị. Trong khoảng 10-15 phút thì tôi xin phép được giới thiệu về VLA cũng như là một số cái cơ hội hợp tác giữa các công ty logistics Việt Nam với các partner của nước ngoài. Và lời đầu tiên thì tôi xin được trân trọng cảm ơn ban tổ chức đã cho phép tôi tham dự cái buổi hội nghị trực tuyến ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, VLA thì được thành lập từ năm 1993. Và hiện nay thì chúng tôi có hơn 500 thành viên. Trong tổng cộng khoảng 4.000 công ty đang hoạt động tại lĩnh vực logistics tại Việt Nam. Mặc dù là số thành viên thì có thể là không phải là nhiều lắm. Nhưng mà tuy nhiên thì tập trung hầu hết là các công ty lớn nhất, các công ty logistics lớn nhất của Việt Nam. Và chúng tôi cung cấp một chuỗi đầy đủ toàn bộ các dịch vụ. Trong đó thì các quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình. Thì nhiều nhất thì vẫn là import-export và khai quan xuất nhập khẩu. Trong đó thì cái tỷ lệ thấp hơn sẽ là ở e-commerce và supply chain management. Về tổ chức của VLA thì chúng tôi có 6 cái ban chuyên môn. Ban hội viên, ban logistics, ban pháp chế, ban vận tải, ban công nghệ, ban hải quan và thuận lợi hóa thương mại, cũng như là chúng tôi có văn phòng ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tôi xin chọn lựa để giới thiệu một số các cái slide trong cái presentation của mình thôi. Như quý vị cũng biết, thì theo Nghị định số 163, thì từ 17 cái nhóm dịch vụ logistics thì đã nhóm gộp lại thành 6 cái nhóm chính. Trong đó thì là có đầu tiên là container handling, tức là các cái dịch vụ về container. Thứ hai là về kho bãi. Thứ ba là các dịch vụ chuyển phát giao hàng. Thứ tư là các dịch vụ cước quốc tế, sea freight, air freight. Thứ năm là vận tải, và thứ sáu là các loại dịch vụ khác. Ví dụ như là phân tích, kiểm định, kỹ thuật, hỗ trợ vận tải, vân vân. Slide tiếp theo thì tôi sẽ dừng lâu hơn một chút. Cũng là ở Nghị định số 163 thì nói về quyền đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài, mà tôi nghĩ rằng là các công ty nước ngoài sẽ khá là quan tâm.
vào trong lĩnh vực logistics của Việt Nam. Thì chúng ta thấy là trên màn hình thì có thể chia ra làm 4 cái nhóm chính liên quan đến cái tỷ lệ sở hữu của một công ty tại Việt Nam. Trong đó các công ty nước ngoài thì có quyền 100% sở hữu 100% ở cái mảng là kho bãi, storage và warehouse service. Công ty nước ngoài, các công ty FDI có thể sở hữu 100%. Tiếp theo là đến 99%, tức là có thể sở hữu đến 99% đối với các loại hình công ty cung cấp các dịch vụ cho các dịch vụ về khai quan xuất nhập khẩu. Ở các dịch vụ về container handling, các dịch vụ cung cấp cho container, trong đó thì ngoài không tính đến các cái dịch vụ container tại handling tại airport, tại các sân bay. Tiếp theo 49% thì các công ty FDI có thể sở hữu ở và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như là sea shipping, rail freight, sea shipping agency. Và còn lại là 51% thì các doanh nghiệp nước ngoài có thể sở hữu ở các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực về vận tải đường bộ. Trong đó thì có một vài các cái điều kiện nhất định, ví dụ như là 100% các tài xế thì phải là công dân Việt Nam. Về các thị trường truyền thống của logistics Việt Nam thì thường thì là chúng tôi nhập khẩu từ một số nước châu Á, chủ yếu là từ Trung Quốc, từ Ấn Độ, từ Korea, từ Hồng Kông và các nước ASEAN. Còn thị trường xuất khẩu chính thì vẫn là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. Trong số 4.000 công ty logistics của Việt Nam thì trong đó hiện nay là có khoảng gần 90%, 89% là các công ty Việt Nam, 10% là các doanh nghiệp joint venture và 1% là FDI. Thì trong cái phần phát biểu của mình thì anh Hải cũng đã đề cập đến các công ty Việt Nam thì chủ yếu là các công ty vừa và nhỏ. Tuy nhiên ở đây thì tôi có một thông điệp mà tôi muốn gửi đến hội nghị ngày hôm nay. Tức là trước đây đó thì chúng ta hay quen với cái việc nói rằng là 20% công ty nước ngoài chiếm khoảng 80% thị phần logistics của Việt Nam và ngược lại. Tuy nhiên thì tôi có thể tự tin để nói rằng là tình hình hiện nay thì thay đổi rất là đáng kể. Ví dụ như là trong cái rank của Vietnam Report năm 2019 đó, thì trong top 10 các công ty logistics đang hoạt động tại Việt Nam thì có tới 6 công ty là của Việt Nam. Thế thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái bức tranh thị trường cũng đang thay đổi một cách đáng kể. Slide tiếp theo tôi xin chia sẻ một chút về cái giá thành của logistics. Chúng ta cũng từng được nghe và quen với lại cái thông điệp rằng cái giá thành của cái cost của logistics Việt Nam là quá cao, và điều đó là có cơ sở. Tuy nhiên lại trở lại một lần nữa là chúng ta cũng đang có những cái bước tiến triển rất là tích cực từ góc độ này. Ví dụ là từ năm 2014 thôi, thì đâu đó theo báo cáo mà chúng tôi có, thì cái logistics cost chiếm khoảng gần 21% GDP. Đến năm 2017 thì 18%, và đến hiện con số hiện nay mà chúng tôi có là 16,8%. Tất nhiên con số này thì nó vẫn cao hơn rất là nhiều so với ví dụ như là Singapore hoặc các nước tiên tiến, và còn cao hơn so với một số các nước khác trong khu vực. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận là đã có những bước tiến rất là tích cực trong góc độ này. Và theo chúng tôi cho rằng thì kết quả đó đạt được là ít nhất là cái nguyên nhân chủ yếu là từ 3 lý do. Thứ nhất ấy, là cái hành lang pháp lý được hoàn thiện và cái công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai rất là quyết liệt trong những năm cuối. Thứ hai là cái việc mà đầu tư hạ tầng network cho logistics, kể cả đầu tư công và đầu tư tư nhân thì đều đã được đẩy mạnh trong thời gian gần đây. Và thứ ba là các doanh nghiệp logistics của Việt Nam hiện nay là cực kỳ chú trọng vào cái câu chuyện là công nghệ
và đẩy nhanh cái công tác mà số hóa, đặc biệt là chúng tôi biết rằng trong cái giai đoạn mà bị ảnh hưởng bởi dịch COVID hiện nay thì có rất nhiều các doanh nghiệp coi như coi cái việc mà số hóa chuyển đổi là cái sự sống còn của doanh nghiệp. Và để kết thúc cái phần mà trình bày của mình thì tôi xin trở lại cái quyết định 200 của Thủ tướng ngày vào tháng 2 năm 2017, trong đó cái mục tiêu đặt ra cho ngành logistics Việt Nam thứ nhất là tăng trưởng hàng năm khoảng 15-20%, thứ hai là LPI là trong cái top 50, thứ ba là cái logistics cost từ khoảng 16-20%, và thứ tư là cái đóng góp vào GDP từ 5-6%. Và tăng cái giá trị thuê ngoài lên khoảng 50-60%. Tôi vừa trình bày xong cái phần giới thiệu về VLA. Bên cạnh đó thì tôi cũng muốn chia sẻ một chút là hiện nay chúng tôi biết rằng là các cái thành viên của VLA hiện nay đang rất quan tâm và có nhiều kế hoạch đầu tư vào hai vấn đề. Một là vẫn là phát triển hạ tầng logistics, trong đó thì có kho, có bãi, có cảng. Và thứ hai là đầu tư vào công nghệ thông tin. Và nếu như quý vị quan tâm, các anh chị có thể có những đối tác quan tâm đến vấn đề này thì xin vui lòng gửi cho chúng tôi thông tin, chúng tôi sẽ chuyển cho các thành viên của hiệp hội để chúng ta có thể thúc đẩy cái câu chuyện này. Tôi đã kết thúc phần trình bày của mình. Tôi xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu của ông Đặng Vũ Thành. Thưa quý vị, thank you Dr. Đặng Vũ Thành. Phần phát biểu của ông Đặng Vũ Thành so, the presentation of Dr. Đặng Vũ Thành has finished the presentation by speakers. Anh Tân ơi, anh đang nói nhầm vào kênh tiếng Việt rồi, anh chuyển giúp qua kênh tiếng Anh. Vâng, xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu của ông Đặng Vũ Thành. Xin thưa quý vị, phần phát biểu của ông Đặng Vũ Thành đã kết thúc phần tham luận của các chuyên gia. Sau đây sẽ là phần hỏi đáp. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có câu hỏi muốn các diễn giả muốn hỏi các diễn giả thì vui lòng gõ câu hỏi vào ô chat để ban tổ chức có thể tổng hợp và điều phối tới các diễn giả liên quan để giải đáp thắc mắc. Alo, thương vụ Italia xin có ý kiến và xin hỏi cả các diễn giả nữa. Vâng, mời anh Thanh đi. Vâng, xin mời anh Thanh ạ. Vâng, xin chào anh Hải, anh Tài và tất cả các quý vị đại biểu. Xin cảm ơn cái hội thảo hôm nay rất là hay và rất là cần thiết trong cái tình hình mà giá cước tăng rất là cao. Tôi đi luôn vào vấn đề là nó rất là một vấn đề nóng mà hôm nay chưa thấy diễn giả nào nói tới nhiều. Trước hết thì cũng cảm ơn anh Hải và chúc mừng anh Hải là chủ tịch danh dự của Hiệp hội Logistics và anh Hải là người thúc tiến, thúc đẩy cái việc phát triển cái Logistics quảng bá cũng như là triển khai việc thực hiện. Anh Hải cũng nói rất dài và rõ về các cái nguồn gốc Logistics Việt Nam, thế giới. Tôi cũng chỉ xin chia sẻ thêm một chút, tức là Logistics thì có từ thời La Mã, anh Hải gọi La Mã ngày xưa về. Nhưng mà trong tiếng Latin không có từ Logistics, vì nếu có nó sẽ là Logisticium chẳng hạn. Và cái từ Logistics thực ra là từ tiếng Pháp năm 1846,
do người Pháp viết là đầu tiên, và khi vào tiếng Anh mãi đến 1898 thì từ logistics tiếng Anh mới bắt đầu xuất hiện trên media của tiếng Anh, và từ đó đến nay gọi là chia sẻ tí cho nó gọi là ngôn ngữ tí. Thế còn quay lại cái chuyện logistics thì nó giống như là khi mà chưa có loài người thì con chim nó tha con sâu về tổ làm sao cho nó nhanh nhất để cho con nó được ăn một con sâu tươi sống, chứ không phải là đã thối rữa. Thì đấy chính là cái logistics hiệu quả nhất mà tự nhiên đã đem đến từ khi chưa có loài người. Và bây giờ thì chúng ta nó càng nóng bỏng ở cái chỗ là nó tăng lên gấp 5 lần. Chúng tôi làm thương vụ thì cái này nó ảnh hưởng ngay đến cái thái độ của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, ảnh hưởng ngay đến cái kim ngạch. Tất nhiên là kim ngạch hiện nay Việt Nam chưa ảnh hưởng nhiều, nhưng sắp tới ngoài chuyện Covid và các thứ, nhưng cái chuyện mà giá container từ 3.000 lên 14-15.000 đô la một container từ Việt Nam đi các nước châu Âu chẳng hạn, thì nó gấp 5 lần là một điều cực kỳ phi lý. Nó có thể gấp, nó có thể lên 10%, 50%, có thể lên là 200%, nhưng mà lên tới 500% thì là rất phi lý. Thế thì tất nhiên là các anh là chuyên gia, chuyên nghiệp, còn chúng tôi thì không có chuyên gia, chuyên nghiệp. Nhưng mà tôi xin nêu câu hỏi và đề nghị, nhất là anh Hải là cục phó xuất nhập khẩu, vừa là vai trò là về logistics, vừa là vai trò cục xuất nhập khẩu. Đồng thời là tôi đề nghị là cục xuất nhập khẩu có thể phối hợp với cục quản lý cạnh tranh, với các chuyên gia, các chuyên viên, với các thương vụ ở các nước, để làm sao mà nghiên cứu xem và nêu cho các thương vụ, hoặc là ít ra là cho tôi, thương vụ ở Italia, là tại sao cái giá container nó lại cao thế. Nó như Bitcoin nó từ con số 0 nó thành 2 đô, 1 ơ, rồi nó thành 60.000 đô bây giờ, và mai mai nó có thể lại về 0 euro. Thế nhưng mà logistics nó không thế, đúng không ạ? Nó có container hết bao nhiêu tiền, đóng cái container, con tàu chạy hết bao nhiêu xăng dầu có tăng nhưng không tăng nhiều. Pandemia nó có thể làm cho tắc nghẽn chỗ cảng này, cảng kia, nó có thể tăng thời gian vận chuyển, nó phải tăng chi phí lưu kho bãi, rồi cái này cái khác. Nhưng mà không thể nào tăng tới 500%, theo tôi, trong cái giá thành 500% tăng vọt đó, nó có sự chủ quan của một số doanh nghiệp. Thậm chí là có thể một nước lạ nào đó là có cái tham vọng là muốn đẩy cái giá logistics lên với nhiều mục đích. Có thể mục đích là đẩy giá logistics đường vận tải biển lên để cho vận tải đường sắt nó đỡ cao quá, để hút về cái vận chuyển đường sắt chẳng hạn. Đấy, hoặc là để thu lại lợi nhuận đầu tư vào một cái dự án lớn nào đó, siêu khủng nào đó, hoặc lỗ vốn nào đó thì tôi không biết. Nhưng quay lại là chúng tôi mong rằng anh Hải, rồi Cục Quản lý Cạnh tranh và các chuyên gia, chuyên ngành làm sao cho chúng tôi trong một cái hội thảo sắp tới đi. Tôi rất mong có một hội thảo sắp tới cũng về logistics như hôm nay, và cho một cái bảng phân tích cái giá container từ 3.000 lên 15.000. Tôi chỉ đi vào cụ thể chứ tôi không biết nói lý luận thế nào cả. Là trong giá thành đó nó gồm có cái gì tăng nhiều, cái gì tăng ít, cái gì hợp lý, cái gì không hợp lý. Và từ quan điểm của một người làm cơ quan cạnh tranh thì tôi cho rằng, không biết là các cơ quan cạnh tranh trên thế giới bây giờ có ai đã bắt đầu điều tra cái chuyện giá này tăng không. Thế nhưng mà tôi cho rằng là xin lỗi, tôi phải tắt ở trên máy tính vì nó lại là nó bắt vào máy tính với điện thoại thì tôi đã cho mute rồi. Tức là liệu có cái chuyện cartel ở đấy không? Logistics thì chúng ta như một doanh nghiệp, với vai trò một doanh nghiệp thì mong rằng là càng thu được nhiều giá càng tốt, đúng không? Giá càng lên cao càng có lãi cho doanh nghiệp. Nhưng xét về bình diện kinh tế của một nước hay thế giới nói chung thì cái giá đó càng thấp một chút, cạnh tranh một chút, và nói chung nó phải hài hòa. Anh doanh nghiệp logistics có lãi thì nó tạo ra một cái nền kinh tế hài hòa trên thế giới. Đấy, cái điều này nó hơi mâu thuẫn với cái giá hàng hóa và các thứ khác. Thế nhưng mà quay lại để điều tra xem liệu có cái chuyện cartel của các công ty lớn ở đây không. Mà các công ty lớn ở đây chủ yếu là công ty nước ngoài thôi. Việt Nam mình không có ai công ty lớn hay là thu lợi, hay là các cái hiệp hội của Bangladesh hay là của Singapore. Tôi nghe bài phát biểu thì chưa có ai chắc là thu lợi ở cái chuyện giá nó tăng vọt 500%. Đấy. Và liệu có cái cartel của các công ty lớn liên quan là tăng lên 500% không?
Và nếu có thì chắc chắn rằng những cơ quan cạnh tranh của Việt Nam hoặc của nhiều nước khác có thể phạt các cái chuyện cartel này để mà giảm cái giá vận chuyển container. Đấy, theo tôi là như thế. Chúng ta biết là năm 2000 Hoa Kỳ người ta điều tra các tập đoàn dược phẩm của Mỹ và Nhật và EU, và người ta đã phạt hàng tỷ đô la các cái chuyện cartel của các công ty dược phẩm tăng giá vitamin chẳng hạn, và người ta còn ghi âm được cả những cuộc trao đổi điện thoại và những cái cuộc gặp ở các khách sạn 5 sao resort ở những cái nơi xịn trên thế giới bên ngoài nước Mỹ để người ta làm bằng chứng để phạt. Thì tôi không nghĩ là sẽ có cái chuyện cartel như thế, nhưng trong cái chuyện giai đoạn vừa qua thì tôi hơi nghi ngờ là có thể có chuyện cartel để tăng giá vận chuyển container. Đấy, và mong sắp tới là anh Hải và Bộ và Cục Cạnh tranh để có được những cái thông tin cho chúng tôi để chúng tôi tham khảo, và mong có một cái hội thảo sắp tới hoặc là cái trao đổi hay thông tin sắp tới nói về vấn đề này. Và xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh Thanh. Thực ra đúng là cái chủ đề anh Thanh nêu thì cũng là cái mối quan tâm của ngành logistics hiện nay, và nó cũng là một cả một cái chủ đề cho một cái hội thảo lớn được. Ở đây thì tôi cũng xin chia sẻ một số thông tin ngắn gọn này. Trước hết thì cái tình trạng mà giá cước nó tăng đấy, với cả đi châu Âu cũng như Hoa Kỳ, đấy, nó phát xuất từ cái việc mà các cái cảng ở cả hai khu vực này hiện nay là đang hoạt động ở dưới mức công suất cần thiết. Ngay tại thời điểm này đấy, hiện nay chúng ta thấy báo đang đưa tin ở cái chỗ ngoài khơi của Long Beach, cả Los Angeles ở bờ Tây của Hoa Kỳ là cái nơi mà tiếp nhận chính cái lượng hàng từ phía châu Á sang đấy. Hiện nay là có khoảng 71 cái tàu đang đợi để xếp hàng, mà giải quyết được cái số tàu này thì mất khoảng hơn một tháng, thậm chí là đến 2 tháng. Tức là cái tàu nào ở cuối cái dãy xếp hàng này thì chắc 2 tháng nữa là vẫn còn chưa bốc được hàng. Thì chính vì cái năng lực của các cảng ở khu vực châu Âu và Hoa Kỳ giảm xuống như vậy, các cái hãng tàu họ không thể đưa được tàu sang nữa. Nói cách khác là tàu vẫn còn nguyên đấy nhưng mà không có tàu để mà đến, tại vì đến thì sẽ lại gây vào cái cảnh ùn tắc kia thôi, cũng không giải phóng được hàng. Và do vậy thì nó gây nên cái tình trạng là sốt giá cước như vừa qua. Và đây là cũng là một cái hệ quả của Covid-19, nó biến tất rất nhiều những cái việc mà gọi là không tưởng nhưng mà lại thành ra là thành sự thật như thế. Có thể là một cái sự gọi là tăng cước đến mức gọi là điên rồ, nhưng mà cuối cùng nó vẫn đang diễn ra. Và cho đến thời điểm này thì cũng chưa thấy cái điểm kết, tại vì cái tình trạng mà chừng nào châu Âu và Hoa Kỳ chưa giải phóng được năng lực của các cảng hoặc là thúc đẩy cái việc mà thông quan được các cảng thì giá cước nó vẫn sẽ còn tăng. Đấy. Thứ hai nữa thì tôi cũng xin trao đổi như thế này. Trên thế giới chỉ có 11 hãng tàu lớn thôi mà đủ cái năng lực để đưa hàng từ gọi là vượt đại dương. Có một số hãng tàu, vài chục hãng tàu nhỏ khác nhưng không tính. Đấy. Thế thì ngay hiện nay chúng ta thấy cái giá cước đấy nó không phải là chỉ ở Việt Nam với cả ở châu Âu hay Việt Nam Hoa Kỳ, mà ngay từ Trung Quốc là cái giá chúng ta là gọi là cái giá tham chiếu chính. Tất cả những cái giá đấy mà tăng lên là tăng từ Trung Quốc. Thế còn Việt Nam và các nước khác là bị cuốn theo cái làn sóng đó. Và hiện nay cái giá đó thì chúng ta cũng biết rồi, giá của Trung Quốc là cũng công khai trên cái chỉ số giá của Shanghai đấy, thì nó không khác gì với của Việt Nam, thậm chí có thể là còn cao hơn. Việt Nam là Trung Quốc luôn luôn dẫn đầu cái làn sóng mà giá cước tăng như thế, rồi các nước cũng sẽ phải tăng theo. Và đến thời điểm này thì Trung Quốc mà chưa giảm thì chưa nói gì đến các nước khác có thể giảm đấy. Thì cái nguyên nhân nó một phần là ở cái chỗ là chúng ta thấy là các cái hãng, các cái cảng trọng yếu hiện nay là chưa được thông quan. Một vấn đề nữa là các hãng tàu ấy, thì họ sẽ có cái tham gia một số cái liên minh, và một cái điều cấm kỵ của liên minh là không được phép thông đồng giá. Cái này thì anh Thanh làm cạnh tranh cũng biết, họ có thể chia sẻ về số chỗ ở trên tàu đấy, ví dụ như là một cái tàu của hãng A của MSC chẳng hạn, một hãng châu Âu đấy. Đấy, ghé vào Hải Phòng thế thì thừa chỗ thì có thể cho hàng khách hàng của Maersk, Maersk Line là có thể là đưa hàng lên trên tàu của MSC đấy để được, nhưng anh sẽ không được phép chia sẻ về giá, thông đồng về giá để tạo ra cái sự cạnh tranh độc quyền. Thế và các hãng tàu thì họ sẽ có hai cái nguồn khách hàng chính. Thứ nhất là khách hàng trực tiếp, là những khách hàng lớn, thì họ có một cái mức giá riêng. Ngay tại thời điểm này, ví dụ như là giá cho châu Âu là 13.000 chẳng hạn, thì giá cho khách hàng riêng của họ chỉ có khoảng 5-6.000. Nhưng mà cái số mà doanh nghiệp có thể tiếp cận được cái mức giá này nó rất là ít. Đa phần các doanh nghiệp là phải tiếp cận thông qua các đại lý, hay chúng ta gọi là các doanh nghiệp dịch vụ logistics, hay là các doanh nghiệp giao nhận. Và cứ qua mỗi một cái tầng nấc như vậy thì là cái giá nó cũng có sự thay đổi. Chưa kể là một số doanh nghiệp giao nhận là
lợi dụng cái tình trạng chúng ta gọi là tét nước theo mưa để có thể đẩy giá lên. Cái số đó không nhiều nhưng nó cũng gây ra những các cái đột biến tại từng cái thời điểm. Thế thì cái câu chuyện này thực ra là nhìn thì bên ngoài thì thấy là nó khó tin, nhưng mà lý giải bên trong thì chúng ta cũng thấy là nó cũng có những yếu tố mà nó có thể thấy được. Còn cái vấn đề mà điều tra đấy thì hiện nay là Cục Cạnh tranh của Việt Nam cũng đã có bước đầu tìm hiểu thông tin, nhưng tuy nhiên hiện nay thì cũng chưa đi đến được cái kết luận. Nhưng chúng ta cũng thấy là không chỉ Việt Nam đâu mà các nước khác, Hoa Kỳ, Malaysia, Trung Quốc cũng đang rất quan tâm. Và cho đến nay chúng tôi theo dõi thì cũng chưa thấy nước nào đưa ra được những cái bằng chứng cáo buộc hãng tàu là có cái vấn đề về thông đồng để nâng giá cả. Đấy, nếu mà có thì tôi nghĩ là chắc là các nước kia họ cũng đã có thể là điều tra, như vấn đề anh Thanh nói cái trường hợp mà cặp theo ở cái trong cái lĩnh vực gì đấy. Đấy, thì cái đầu tra điều tra chống độc quyền của các nước là còn mạnh hơn mình rất là nhiều, nhưng hiện nay cũng chưa có nước nào mà đưa ra cái cáo buộc về việc mà các hãng tàu thông đồng để nâng giá. Thế thì cái này thì chúng ta cũng đang còn phải xem xét thêm. Thì xin trao đổi với anh Thanh và các quý vị đại biểu tham dự thảo về vấn đề này. Vâng, cảm ơn anh Hải, thông tin rất là hữu ích, và mong anh có thể cho thêm thông tin về 11 cái hãng lớn trên thế giới đấy về sở hữu rồi các thứ để anh em tham khảo thôi. Vâng, sẽ gửi thông tin cho anh. Dạ. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh Thanh, tham tán thương vụ Việt Nam tại Italia đã nêu lên một cái vấn đề hết sức nhức nhối trong logistics, và cảm ơn anh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu đã chia sẻ những cái thông tin rất là cập nhật và khá là chi tiết về cái vấn đề này trong cái bối cảnh hiện nay. Thì thời gian qua, Cục Xúc Tiến Thương mại của chúng tôi thì thực hiện rất là nhiều cái cuộc xúc tiến kết nối cho các doanh nghiệp trong đa dạng các lĩnh vực ngành hàng. Thế và cũng đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta chốt được rất là nhiều các cái hợp đồng xuất khẩu hàng hóa ra các cái thị trường nước ngoài. Thì tuy nhiên thì là mặc dù là đã có được những cái hợp đồng như vậy, chốt được về mặt là giá hàng để xuất khẩu, nhưng khi đến cái khâu logistics thì rất nhiều doanh nghiệp đã buộc phải là coi như là nhìn những cái hợp đồng đó bốc hơi vì không thể tiến thêm những cái bước tiếp theo, do là cái chi phí logistics quá là cao, và khi mà cộng những cái chi phí logistics vào đơn giá hàng hóa thì cái giá thành hàng khi mà đến tới cái thị trường tiêu thụ thì nó là quá là cao, và sẽ khiến cho là khách hàng nước ngoài khi mà nhập hàng hóa một số các mặt hàng của Việt Nam sẽ không có thể là cạnh tranh được ở trên thị trường, hoặc là sẽ rất là khó để mà tiêu thụ. Thế do đó là cái câu chuyện mà giá vận chuyển logistics mà trong thời gian tới vẫn tiếp tục mà nóng bỏng như cái tình trạng hiện nay thì các cái doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa của chúng ta cũng sẽ tiếp tục là gặp rất là nhiều khó khăn. Thế và tôi cũng hy vọng là sẽ có một cái cuộc hội nghị để mà chúng ta bàn thảo sâu hơn về cái vấn đề này, để có những cái định hướng, những cái con đường đi rõ ràng hơn cho các doanh nghiệp, cả doanh nghiệp logistics cũng như là các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam, để có thể là cải thiện được tình hình xuất nhập hàng hóa ở trong tương lai. Ban tổ chức chúng tôi thì có nhận được một câu hỏi của công ty Elite Shipping. Câu hỏi này dành cho đại diện của tập đoàn ICH Singapore. Xin được kết nối với ông Jeff Tan, trưởng ban phát triển và công nghệ thông tin tập đoàn ICH Singapore. Hello, Mr. Jeff Tan. Are you referring to the question on just one to is about development of the warehouse, and what's the question? Yes, right. Câu hỏi số 1 phải không ạ? Câu hỏi đầu tiên. On this question from Elite Shipping Company. Công ty IHC quan tâm đến việc là công ty Elite Shipping quan tâm đến vấn đề là IHCCH ở Việt Nam thì có dự định tự phát triển warehouse, tự vận hành, hay là sẽ cooperate với các cái doanh nghiệp Việt Nam để vận hành cái warehouse này. Uh,
Okay, yeah, good question. So, for us, đối với chúng tôi, chúng tôi cũng đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 2009. Chúng tôi đã có nhà kho ở miền Nam, ở miền Bắc luôn, quý vị. Hiện giờ thì nó mới là bán tự động thôi, chứ chưa có hoàn toàn tự động hết. Và cái dự án Superport ở Vĩnh Phúc á, là chúng tôi xây dựng một cái thành phố chuỗi cung ứng theo một cái công nghệ là ứng dụng cái công nghệ hoàn toàn tự động hóa hiện đại như quý vị xem thấy trong cái video clip đấy. Và chúng tôi cũng mong muốn là những cái cơ hội hợp tác khai thác cái nhà kho đó, và chúng tôi mang đến cái năng lực để chúng ta cùng có thể cùng nhau hợp tác chuyển giao cái công nghệ xây dựng cái năng lực để mà phát triển cái nhà kho này. Vâng, xin cảm ơn ông. Hy vọng là sẽ có một số những cái doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến việc hợp tác cùng vận hành với công ty ICH của Singapore về cái lĩnh vực nhà kho này. Chúng tôi xin mời các câu hỏi tiếp theo. Vâng, xin mời anh chị Giang HH ạ. Tôi thấy dấu hiệu của các anh chị ra dấu hiệu giơ tay đề nghị phát biểu đúng không ạ? Xin mời các anh chị ạ. Các anh chị có thể là chia sẻ những cái vấn đề mình quan tâm trong cái lĩnh vực logistics hoặc là đặt câu hỏi cho các diễn giả. Anh chị nào có câu hỏi thì có thể ấn vào nút giơ tay. Là câu hỏi vừa rồi của đại diện công ty Alice Shipping là câu hỏi cuối cùng của cái phần hỏi đáp ngày hôm nay. Và hội nghị của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn Cục Xuất Nhập Khẩu, các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, Hiệp hội Vận tải Bangladesh, Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, công ty LMR Logistics Brazil, tập đoàn IHC Singapore đã cùng phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại để tổ chức thành công hội nghị hôm nay. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn toàn thể các quý vị khách quý, các cơ quan, các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực logistics đã tham dự hội nghị ngày hôm nay, đã dành thời gian tham dự hội nghị ngày hôm nay. Chúc quý vị hạnh phúc và an toàn, vượt qua sức khỏe, vượt qua đại dịch. Xin chân thành cảm ơn.